đọc truyện. Thần đạo đang tôn. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 4221 tới 4225. Lăng Hàn chỉ tay vạch ra như lưỡi dao, tùy tiện cắt làn da nam tử trước mặt miệng vết thương có một tia máu tươi chảy ra, giống như trong cơ thể người này căn bản không có máu. Một quái vật hút máu đáng lý phải có máu tươi sung túc mới đúng, làm sao lại giống như một thây khô vậy? Ồ! Ba tên bộ khoái ngạc nhiên hét lên, mang trên mặt kinh sợ mãnh liệt. Hình tượng này vô cùng quỷ dị. Lăng hàng nhất tên nam tử trung niên kia lên và, nói đi, tại sao ngươi giết người? nam tử trung niên kia đột nhiên không còn vẻ mặt sợ hãi hắn nghe răng với lăng hàng dáng vẻ cùng hung cực ác lăng hàng siết chặt năm ngón tay lại lập tức phát ra âm thanh ken kết nhưng nam tử trung niên kia lại không phản ứng chút nào giống như lăng hàng đang bóp cổ không phải là hắn a à, cảm giác không thấy đau đúng không ngươi muốn biết sao để ta cắn một cái ngươi liền biết toàn bộ nam tử trung niên nói cặp mắt của hắn bắn ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Lăng Hàn cảm giác có ý thức xâm lấn tâm thần của mình, muốn khống chế hắn, nhưng ba khối tiên cơ trong người hành động, tà niệm xâm lấn tan thành mây khói. Xoát, 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 nhưng sau lưng ba tên bộ khoái sau lưng Lăng Hàn đã xuất thủ bóp cổ Lăng Hàn Đôi mắt ba người biến thành đỏ rực. Bị khống chế. Tiên cơ của Lăng Hàn có chất lượng chí cao vô thượng cho nên vạn tà bất xâm, nhưng ba tên bộ khoái không có năng lực mạnh như thế đã bị khống chế úng lăng hàng há miệng phun ra một cái vật âm bành chỉ thấy trên thân ba bộ khoái có khói đen xuất hiện chôn vùi trong nháy mắt ánh mắt ba người khôi phục bình tĩnh bọn họ đều mờ mịt thậm chí mang theo sợ hãi mãnh liệt vừa rồi ta giống như bị quỷ phụ thân ta căn bản không khống chế được thân thể của mình không đúng là một đạo ý chí ảnh hưởng tới ta làm ta hoàn toàn mất phương hướng của mình bọn họ nghĩ mà sợ không gì sánh được nếu không phải lăng hàng xua tan tà khí cho bọn họ có trời mới biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì ngươi lại là truyền nhân phật tộc nam tử trung niên kia cũng lộ ra vẻ giật mình lục tự minh vương chú chính là hai đại tuyệt học của phật môn phổ độ chúng sinh siêu độ tà ác hiện tại lại có thể nhìn thấy trên thân người trẻ tuổi kia thật sự là cực kỳ ngoài ý muốn có cả kinh hay không ngoài ý muốn hay không lăng hàn cười nói tiểu tử ngươi không nên đắc ý ngươi không biết cái gì cả nam tử trung niên kia nói ra ba đầu lâu của hắn nổ tung như dưa hấu óc trắng bay tán loạn nhưng không có máu tươi trong nháy mắt lăng hàn mở màn sáng tinh thần ra ngăn cản tất cả dơ bẩn nhưng ba bộ khoái kia thực lực không mạnh bất ngờ không đề phòng cho nên trúng đầy người có người sức chống cự tốt có người thì không được lúc này đang buồn nôn lăng hàn nhướng mày tên hung thủ này lại tự bạo kể từ đó manh mối cũng dừng lại tại đây nam tử trung niên kia thật sự là hung thủ nhưng vì sao hắn hút máu hắn hút máu lại đi nơi nào những nghi hoặc này còn không chưa được giải quyết mang người này về phân bộ lăng hàn nói tiện tay chỉ vào thi thể không đầu trên mặt đất vâng đại nhân ba tên bộ khoái đứng thẳng người và cung kính đáp ứng lăng hàng quay lại phân bộ hắn có một cảm giác nam tử trung niên kia chết cũng không phải là sự kiện hút máu dừng lại tương phản vô cùng khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu sau khi ba tên bộ khoái mang theo thi thể tên trung niên quay về toàn bộ phân bộ đều oanh động có thế không kinh người sao Vụ án hút máu xảy ra 7 lần trước, thời gian vượt qua nửa tháng, nhưng vẫn không có người nào phá án. Nhưng đến Lăng Hàn, hắn vừa mới tới phân bộ, dưới tay không có thủ hạ nhưng lại có thể tìm ra hung thủ trong vụ án trách nát. Đương nhiên, không được Hoàng Mỹ chính là hung thủ tự sát. Sắc mặt 13 tên đội trưởng thối đen, Lăng Hàn càng có thể làm được việc, càng làm nổi bật sự bất lực của bọn họ. Dựa vào, ngươi rõ ràng đã nắm giữ manh mối vì cái gì bắt hung thủ lại không dẫn bọn họ theo. Có người lập tức đi đâm thọc, nói Lan Hàng không hề có quan niệm hợp tác đoàn đội, chỉ biết là xính anh hùng, nếu không có những đội trưởng khác cùng đi, nhất định có thể bắt người sống mà không phải tự sát. Còn không chỉ một cái, những đội trưởng khác nhau nhau phụ họa, không lọc mắt vụ án Lan Hàng phá, nắm chuyện không bắt được người sống và ngang ngược chỉ trích. Mấu chốt là nhan nhạc sinh giống như mắt mù, cũng nặng nề khiển trách Lăng Hàn một trận. Lăng Hàn cười lạnh, gia hỏa này đã cố ý khó xử khi hắn vừa mới tới, bảo hắn tiếp nhận vụ án phiền toái, còn muốn phá án trong 10 ngày. Hiện tại hắn phá án càng nắm chuyện không hoàn mỹ làm văn, đơn giản là kinh người quá đáng. Đối phương còn kén ba chọn bốn, Lăng Hàn trực tiếp xoay người rời đi. Lăng Hàn. Lăng Hàn. Nhan Nhạc Sinh trống to, nhưng Lăng Hàn chỉ coi không có nghe được, hắn đi ra ngoài thao hắn phát điên ném đồ xuống đất cũng dọa không ít bộ khoái không hiểu chuyện lui đi sau khi tức giận xong hắn mở liên tiếp khí mã đại nhân tiểu tử kia đã phá án vâng ngài yên tâm ta nhất định sẽ chế tạo phiền phức cho hắn làm hắn ngoan ngoãn mình từ chức chạy trở về hạt nhân phủ được được chuyện ta lại báo cáo với ngài lăng hàng thuê một tiểu viện gần đó sau đó bảo đại hắc cẩu cùng sắc trư rời khỏi hạt nhân phủ. Hắn lại leo lên tinh võng, phát địa chỉ cho nữ hoàng, lại qua hơn nửa giờ, nữ hoàng, hổ nữ các nàng chạy tới. Đám người lâm lạc, chu hằng cũng bái vào tông môn, lấy thiên phú của bọn họ. Làm đệ tử bồi dưỡng trọng điểm là chuyện không thành vấn đề, thậm chí về sau đều sẽ trở thành cấp bậc đạo tử. Lăng hàng Hổ nữ nhảy qua ôm lấy hắn giống như gấu trúc lăng hàng lộ ra nụ cười hắn liều mạng như thế là vì những người bên cạnh của mình sống tốt hơn đây là động lực của hắn phụ thân tốt bảy đứa trẻ cười hì hì qua lâu như vậy các nàng vẫn dáng vẻ đứa trẻ giống như sẽ không lớn lên nhưng thực lực của các nàng lại là tăng lên rất nhanh đều là bước vào trúc cực cơ không kém hơn lăng hàng chút nào đường vân nhi thì biểu môi tên đẹp trai này xuất hiện làm nữ hoàng không để ý nàng thật quá mức. Người một nhà đoàn tụ, đáng tiếc là đám người lưu vũ đồng chỉ có thể bị vây trong nội thế giới. Lăng Hàng tin tưởng, chờ thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa, dù là những người này không có đạt tới thiên tôn thì hắn cũng có năng lực mang bọn họ an toàn ra ngoài. Một đêm này, Lăng Gia vô cùng vui mừng. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người tu luyện vào lúc mặt trời mọc, đám người nữ hoàng, đại hắc cẩu đã sắp đạt tới trúc nhân cơ đỉnh phong, vừa vặn trong tay lăng hàng có lượng lớn hóa cơ đan. Đủ giúp bọn họ tu hành tiên đạo cơ thạch tới hoàn mỹ cực điểm. Sau khi tu luyện kết thúc, Lăng Hàng liền lên tinh võng bắt đầu bài vị chiến. Lăng Hàng vốn định ước chiến thủy nhất, từ đó tìm được tiền vào xem, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thủy nhất lại đột phá. Hắn hiện tại là cao thủ chú đỉnh. Mặc dù tinh võng có thể áp chế tu vi, thực hiện đánh nhau cùng cấp công bằng, nhưng đối với thiên tài chân chính thì áp chế tu vi chính là không công bằng không chiến đấu cùng cảnh giới với mình như thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng cho nên thủy nhất cự tuyệt hắn khiêu chiến chỉ bảo hắn đột phá chú đỉnh lại diễn ra tuyệt thế đại chiến không chỉ thủy nhất vạn đạo phá thiên cũng đồng thời đột phá chú đỉnh không muốn đánh nhau cùng cấp với lăng hàng được rồi không thể kiếm tiền thì đi phá kỷ lục cũng có thể lời ít tiền lăng hàng bắt đầu phá các loại ghi chép cái gì lực cực hạn tốc độ cực hạn miễn là ghi chép thì hắn sẽ phá phá một cái liền có một ngàn tinh tế tệ ban thưởng gộp lại cũng không ít đây hắn hiện tại đã là trúc cực cơ thực lực mạnh mẽ đến mức độ không còn gì hơn tất cả ghi chép đều bị hắn phá vài lần mặc dù hắn không đánh nhau cùng cấp chân chính với thủy nhất thậm chí còn không có đánh với vạn đạo phá thiên nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tán đồng chỉ luận tư chất, thiên phú, lăng hàng tuyệt đối là vạn cổ mạnh nhất. Mặc dù lực lượng mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất cũng không đại biểu chiến lực chính là cao nhất, nhưng đạt tới độ cao giống như lăng hàng. Thủy nhất, phương diện chiến đấu ai kém hơn ai. Lăng hàng có thể vượt qua ba người thủy nhất ở các mặt, tuyệt đối là thiên kiêu vạn cổ mạnh nhất đến nay. Hiện tại toàn bộ vũ trụ đang tìm kiếm bốn người bọn họ, có muốn thu bọn họ làm đệ tử, nhưng càng nhiều là hy vọng bắt lấy bọn họ, chậm rãi nghiên bí mật cứu trên người bọn họ, yêu nghiệt đến như thế không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không có khả năng không có căn cứ mà thành. Nhưng mà may mắn là, bốn người lăng hàng đều che giấu thân phận của mình, rõ ràng là danh chấn tinh võng, toàn bộ vũ trụ đều nghe nói tên của bọn họ, nhưng chân thân bọn họ là ai thì không ai biết. Tỷ như lăng hàng, có ai nghĩ huyền Bắc Quốc đưa tới một tên hạt nhân lại có thể mạnh hơn ba người thủy nhất, là tinh không đệ nhất nhân. Sau đó hai ngày trôi qua rất bình thản, Lăng Hàng trừ tu luyện ra cũng chỉ luyện đan, bồi bồi đám nữ nhân và tiểu hài tử, nhìn đại hát cẩu cùng sắc trư sĩ vả lẫn nhau, mặc dù đơn giản lại tràn đầy ấm áp, Lăng Hàng muốn bỏ qua tất cả thị phi, cứ vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu một lúc mà thôi, hắn liền nghiêm túc trong thế giới thực lực vi tôn. Có ai tự do chân chính? Chỉ có được thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ người bên cạnh, mới có thể giữ vững bình thản hiện tại. Nhưng đến ngày thứ tư lại xảy ra chuyện. Lăng Hàng đi tới phân bộ theo thường lệ, lại bị gọi tới chỗ nhan nhạc sinh. Bành, đối phương vỗ bàn, hắn định báo cáo vào mặt bàn và tức giận chỉ hắn nói, Lăng Hàng, ngươi biết cái gì là tội khi quân không? Lăng Hàng cười nhạt một tiếng, vãn trong ghế ngồi xuống, đừng cho ta chụp mũ lung tung. Đối phương cũng chỉ có tu vi nhân đỉnh, hắn không sợ. Nhan nhạc sinh đè ép hỏa khí, nói, đêm qua, lại xuất hiện hung án hút máu, hơn nữa còn là ba vụ liên tục. Cho nên ngươi mang thi thể về không phải hung thủ. Ồ! Hai mắt lăng hàng sáng lên, hung thủ lúc trước tự sát, tất cả manh mối bị đoạn tuyệt rất nhiều nghi vấn cũng chôn giấu hiện tại lại có hung án hút máu mới xuất hiện mặc dù là thảm kịch nhưng cũng mang ý nghĩa có thể tìm được đáp án mới hắn cầm báo cáo lên xem và đây là ba hung thủ mới ngươi dựa vào cái gì khẳng định là ba người nhan nhạc sinh nói ba tên người chết nguyên nhân cái chết đều hoàn toàn giống nhau đều là bị hút tất cả máu tươi tương tự kinh người trực giác lăng hàn nói trước đó mang về một người, tuyệt đối là hung thủ tám vụ án mạng trước. Hiện tại lại có ba hung thủ mới, hắc hắc, sau lưng của bọn họ lại ẩn giấu cái gì? Nếu ngươi đã phá được vụ án liên hoàng đầu tiên, như vậy ba vụ án này cũng giao cho ngươi, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, không thể phá án đúng hạn, ta bắt ngươi hỏi tội. Nhan nhạc sinh cậy mạnh nói, lăng hàng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn chầm chầm làm nhan nhạc sinh có chút không được tự nhiên nhan đại nhân tuyệt đối không nên sai lầm hắn từ tốn nói ngươi đang uy hiếp ta nhan nhạc sinh tức điên ngươi chỉ là trúc cơ mà thôi khẩu khí lớn thế sao lăng hàn nhuễn miệng cười vụ án này ta tiếp trong vòng ba ngày sẽ tìm ra hung thủ không phải bởi vì ta sợ ngươi mà là ta cảm thấy hứng thú về sau có tiếp bản án hay không phải xem tâm tình của ta nói xong hắn nghênh ngang rời đi bành bành bành, nhan nhạc sinh tức giận nện đồ. Lăng Hàng lập tức đi tới trong nhà ba người bị hại, ba tên bị hại có nhà cách xa nhau, bởi vậy Lăng Hàng tùy tiện tìm một nhà. Sau khi hắn đi vào nơi xảy ra án mạng, hắn cho Ngọc Thiềm Thừ thu thập khí tức. Bài trừ bộ khoái, người nhà, bạn bè, liền chỉ còn ba khí tức xa lạ, hắn bắt đầu truy tung. Người thứ nhất, không phải. Lăng Hàng lắc đầu, hắn dùng nhãn thuật nhìn qua, khí huyết người này bình thường, cho nên hẳn không phải là hung thủ. Đổi, người thứ hai là tên phụ nữ trung niên, ánh mắt lăn hàng quét qua, liền lập tức phát động công kích, xèo, hắn trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt đối phương và đánh ra một chưởng. Chẳng những phong tỏa tu vi đối phương, đồng thời còn giam cầm thần hồn. Máu tươi trong người kẻ này ít tới thương cảm, khẳng định chính là hung thủ hút máu lăng hàng mang theo phụ nữ trung niên trở về phân phủ trực tiếp vứt xuống trước mặt nhan nhạc sinh đã bắt sống hung thủ tiếp xuống liền giao cho ngươi nhan nhạc sinh tức giận chưa tan hắn lạnh lùng nhìn lăng hàng ngươi nói nàng là hung thủ nàng chính là hung thủ sao lăng hàng nhún vai ngươi có thể cởi tấm chế trên người nàng và thẩm vấn nhan nhạc sinh nhíu mày sau đó lớn tiếng nói người tới phía ngoài có bộ khoái chạy vào đại nhân có gì phân phó? Chuẩn bị một gian hình phòng, chuẩn bị thẩm vấn. Vâng. Hai bộ khoái kéo phụ nữ trung niên kia xuống, trói chặt hai tay hai chân. Những đội trưởng khác cũng đến đông đủ, mặc dù bọn họ không có tham dự bắt, nhưng tham gia một chân vào thẩm vấn tự nhiên cũng có thể lăn lộn một ít công lao. Sau khi thu hồi cấm chế, phụ nữ trung niên kia lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, tại sao các ngươi bắt ta? ta lại không có tội gì cả. Lăng Hàng giơ tay lên, bóp, tay trái nữ nhân trung niên kia nổ tung, nhưng quỷ dị chính là máu tươi ít tới thương cảm. Phụ nữ trung niên kia lập tức nhìn sang Lăng hàn ánh mắt lạnh lùng. Lại là ngươi. Nàng nói. a, à, Lăng Hàng cũng phải sững sờ, nữ nhân trung niên này nhận ra mình sao? Muốn nói nàng là một đám với tên nam nhân hút máu lúc trước thì Lăng Hàng tin tưởng, nhưng nam nhân hút máu tự bạo mà chết cũng không tiếp xúc với bên ngoài như vậy nữ nhân trung niên này làm sao nhận ra mình quả nhiên cổ quái mau nói vì cái gì ngươi muốn hút máu người nhan nhạc sinh bày ra quan uy quát lớn một chú đỉnh cảnh nho nhỏ cũng dám làm càn hừ nữ nhân trung niên lạnh lùng nói nhan nhạc sinh vốn đã bị chọc giận gần chết nghe nàng nói như vậy sắc mặt tái đi quyền uy của hắn ở đâu. Đầu tiên là Lăng Hàng Tu Vi Trúc Cơ dám chống đối hắn, hiện tại lại là một nữ nhân Tu Vi Minh Văn Cảnh cũng không đặt hắn vào trong mắt. Đánh cho ta. Hắn phất phất tay. Nữ nhân trung niên hừ lạnh, đột nhiên cặp mắt của nàng tỏa sáng, ông, ngay sau đó đôi mắt biến thành đỏ rực và tỏa ra khí tức điên cuồng, trong nháy mắt bao phủ lý trí, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu giết người. Chỉ có hai người không bị ảnh hưởng, một là lăng hàng, hai là nhan nhạc sinh, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đôi mắt hơi đỏ lên nhưng so với kẻ khác hắn chỉ nóng nảy mà thôi, cũng không có mất khống chế đến muốn giết người. Trong nội tâm lăng hàng chấn động, loại mê hoặc này rất mạnh, chính là trúc cơ cũng không thể may mắn thoát khỏi, hơn nữa thi triển loại pháp thuật này cũng chỉ là một minh văn cảnh nho nhỏ. Minh văn cảnh có thể mạnh như vậy sao? Tuyệt đối không có khả năng thật sự tới mức này thì toàn bộ thế giới sẽ điên đảo. Nguyên Nguyên nhân chân chính nằm ở đâu? Đúng lúc này mọi người cũng đã ra tay đánh nhau. Những đội trưởng kia đều bị khống chế thần thức và tấn công vào nhan nhạc sinh cùng lăng hàng. Hừ. Nhan nhạc sinh nổi giận gầm lên một tiếng chiến lực, chú đỉnh phát động, chỉ khoát tay cũng trấn áp đám đội trưởng nằm xuống. Yêu nghiệt, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn quát hỏi nữ nhân trung niên hiển nhiên hắn cũng không cho rằng một minh văn nho nhỏ có thể có được năng lượng khổng lồ như vậy có thể mê hoặc cả trúc cơ nữ nhân trung niên cười ha ha cực kỳ điên cuồng buồn cười thì cười ba một tiếng đầu của nàng nổ tung hoàn toàn giống như đúc hung thủ lúc trước nhưng lần này lăng hàng lại mở thần thức ra cẩn thận bắt giữ hắn bén nhạy phát hiện có một tia linh hồn ba động bay đi nhưng tốc độ quá nhanh hắn không thể theo kịp quả là thế. Lăng Hàng âm thầm gật đầu, vì cái gì nữ nhân trung niên này chưa từng gặp qua mình lại có thể nhận ra hắn, vì cái gì rõ ràng chỉ là minh văn cảnh nhưng có thể chống được cao thủ trúc cơ. Bởi vì nàng giống như nam tử hút máu lúc trước. Đều bị một tên cường giả lấy một sợi thần hồn nhập chủ, hoàn toàn không phải mình. Cường giả này cảnh giới rất cao, nếu không không có khả năng dùng một đạo thần thức liền có thể ảnh hưởng trúc cơ. Còn nữa, máu tươi trong người nữ nhân trung niên và nam tử hút máu trước đó đi nơi nào có phải đã đưa cho cường giả kia không nhưng đối phương đã cường đại như vậy vì cái gì không tự mình ra tay nguyên nhân có hai khả năng một là người kia trọng thương không tiện hành động chỉ có thể lấy thần thức đi ảnh hưởng người khác mang máu tươi cho hắn từ đó tiến hành chữa thương mặt khác còn có thể thân phận của người kia quá dị ứng không thể bại lộ gặp nguy hiểm dù là khả năng cực kỳ bé nhỏ lăng hàn nghĩ nghĩ liền bỏ qua khả năng thứ hai bởi vì nếu như thân phận mẫn cảm vậy hắn cho huyết nô đi tìm máu tươi là thế nào cho dù huyết nô tìm hắn hay hắn tìm huyết nô như vậy ba địa điểm sẽ bị người ta nhìn ra có lẽ cũng có khả năng nhưng lăng hàn càng có khuynh hướng khả năng thứ nhất là cường giả nào đó bị trọng thương hắn cần máu tươi trị liệu nhưng bản thân lại không cách nào động đậy chỉ có thể lấy thần thức đi ảnh hưởng người khác cung cấp máu tươi cho mình. Như vậy trong thành có bao nhiêu huyết nô? Lăng Hàng suy nghĩ tung lung tung, bởi vì cường giả kia thậm chí có thể ảnh hưởng đến trúc cơ cảnh, mà trúc cơ muốn giết người cũng quá thuận tiện, hủy thi diệt tích cũng hết sức dễ dàng. Người bị hại không phải chỉ 11 người, thậm chí mấy lần. Gấp mấy chục lần, mấy trăm lần con số này. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng lăng hàng xúc động lần nữa hắn đi bắt hung thủ còn lại nhưng hắn tìm được nhà nhưng hai người kia chậm chạp không về a à, biết hắn có truy tung thuật đặc thù cho nên trốn tránh không trở lại lăng hàng tiếp tục giấu dấu vết đuổi theo nhưng đi tới con sông lớn liền mất manh mối hai người kia đã nhảy vào trong sông dùng nước sông rửa khí tức không biết đã lên bờ ở nơi nào lăng hàng đi ven bờ không ngừng dùng ngọc thiềm thừ tìm kiếm khí tức gần nửa ngày vẫn không có thu hoạch, hắn đổi tới địa phương khác tiếp tục tìm kiếm, tìm được, lăng hàng lộ ra nụ cười, hắn đồng thời bắt được hai đạo khí tức, hiển nhiên hai người đều hội hợp trên bờ, hắn truy tung theo, đi thật lâu liền tới một nghĩa trang lớn, ngọc thiềm thừ chỉ vào nơi này, lăng hàng nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn lấy gia hư không thú phủ lên người che giấu hành tung, chuyện này quá thuận lợi hai người kia nghĩ dùng nước sông che giấu khí tức, tại sao bị hắn tìm được dễ dàng. Hơn nữa hai người còn cùng hành động, giống như sợ hắn tìm không thấy. Cho nên khả năng đây là một cái bẫy. Có lẽ có siêu cấp cường giả ẩn nấp trong bóng tối, cho nên lăng hàng nhất định phải cẩn thận một chút. Hắn tiến vào lăng mộ, hắn đi dạo một vòng nhưng không thấy cái gì. Hắn thả ra thần thức tìm kiếm từng tất từng tất, hả? Có phát hiện, trong ngôi mộ này, hắn phát hiện sinh mệnh ba động. Tại sao trong phần mộ lại có sinh mệnh ba động? Khí tức hai người trước biến mất tại đây, nhưng hắn đã tìm toàn bộ nghĩa trang lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cho nên hai người kia trốn vào trong mộ là rất cao. Lăng hàng không chút biến sắc, hắn tự nhiên không sợ hai người kia, nhưng nơi này có lẽ có cường giả bí ẩn mai phục. Hắn yên tĩnh chờ đợi, kiên nhẫn mười phần. Sắc trời tối lại rất nhanh, trăng lên giữa trời. Ánh sáng màu bạc chiếu sáng mặt đất. Bành, một cánh tay ló ra khỏi bùn đất, sau đó là một cánh tay khác phá đất chui ra. Nếu như Lăng Hàng không có chuẩn bị, đoán chừng sẽ bị dọa sợ nhảy lên, nhưng bây giờ chỉ cười nhạt một tiếng. Bành, lại một người phá đất mà lên. Hai huyết nô đều xuất hiện, tên cường giả kia đâu, hắn đang ở nơi nào. Lăng Hàng rất kiên nhẫn. Tiếp tục chờ đợi. Lại qua mấy giờ, thẳng tới khi đêm đã khuya liền có cánh tay phá vỡ bùng đất chui lên. Nội tâm lăng hàng giật mình, bởi vì trước đó hắn nhưng không có phát hiện phía dưới còn chôn giấu một người sống. Nhất định là cường giả kia mới có thể giấu giếm được thần trí của hắn. Nội tâm lăng hàng giật mình, đây quả nhiên là một cái bẫy, nếu không phải hắn mười phần cẩn thận. Nếu lộ bản thân ra ngoài, hiện tại tự nhiên chết thảm rồi, bành, bùng đất phá vỡ, người thứ ba cũng đứng lên đây là một lão giả mặt mũi và tóc đỏ thẫm hai cây răng nanh dài nhọn sắc bén hai mắt đỏ thẫm nhìn móng tay của hắn vừa nhọn vừa dài giống như từng thanh từng thanh tiểu đao lăng hàn phát động nhãn thuật quan sát lão giả nhìn không thấu nếu như đối phương là trúc cơ lăng hàn có thể nhìn rõ tu vi của đối phương rõ ràng nếu như là chú đỉnh vậy ít nhất cũng có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ tiên đỉnh, nhưng bắt đầu, từ sinh đang hắn không nhìn thấy cái gì. Không phải nhãn thuật không mạnh, mà là cảnh giới của hắn quá thấp. Nhưng nhãn thuật hoàn toàn nhìn không thấu, nói rõ đối phương chí ít cũng là sinh đang cảnh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Ngực của lão giả có cái hố giống như bị người ta dùng tay đánh thủng, vẫn còn máu tươi chảy xuống nhưng tốc độ cực chậm, hơn nữa máu tươi giống như thủy tinh, giống như muốn động lại trên người hắn. Đáng chết, lão phu cần càng nhiều huyết dịch hơn nữa. Lão giả này ho khan một tiếng, vết thương trên người hắn vẫn đang hư thối, trong ánh mắt của hắn toát ra sát ý lạnh lẽo. Ngũ đạo tử, đợi lão phu khôi phục thương thế, tìm tới bí cảnh, tu vi lại tăng lên một tầng thì đó là giờ chết của ngươi. Còn có tiểu tử đáng chết kia lại có bảo vật truy tung khí tức, kém chút lộ nơi lão phu ẩn thân ra ngoài tiểu tử kia cũng thông minh, theo lý hắn đã sớm tìm tới nơi này lại chậm chạp không có hiện thân, hiển nhiên biết đây là cái bẫy. Lão phu phải chuyển sang nơi khác, vạn nhất hắn tìm được cao thủ, lão phu chỉ mới khôi phục tới tu vi chú đỉnh cũng không dễ ngăn cản. Hắn chỉ nói thế một mình, hai tên huyết nô vẫn đứng trang nghiêm giống như điêu khắc. Hai người các ngươi đến đỡ lão phu. Lão giả ra lệnh với hai huyết nô. Hai người kia vội vàng đi đỡ hắn chờ thời điểm lão giả ra khỏi hố lăng hàng kinh ngạc phát hiện lão giả này đã mất một chân vết thương rất mới cùng ngực vẫn còn có máu tươi đang chảy xuống trái tim lăng hàng không ngừng đập mạnh hắn đang nghĩ có nên thừa cơ xuất thủ hay không đây là một cơ hội rất tốt địch nhân bố trí mai phục thất bại nên mất hứng rời đi đây là thời điểm thả lỏng nhất đối phương có thực lực chú đỉnh hắn bỗng nhiên phát động thiên văn ngọc đánh lén có tỷ lệ kiến công rất lớn vấn đề đây có phải cái bẫy hay không có lẽ lão giả kia biết hắn đang ở gần những lời trước đó là cố ý nói cho hắn nghe đang hấp dẫn hắn xuất thủ không đúng nếu như muốn dẫn ta mắc câu vậy hắn phải nói chính mình có tu vi trúc cơ nếu không kém một đại cảnh giới cho dù tính đánh lén thì như thế nào có mấy người có thể thành công lăng hàn lập tức nói thầm trong nội tâm dù sao trúc cơ cường đại giống như hắn là vạn cổ hiếm thấy, nếu lão giả kia cũng tính toán được như thế thì hắn quá trâu bò rồi. Lăng hàng trầm ngâm một phen, cho rằng phán đoán của mình là đúng. Tốt, làm liều một phen. Lăng hàng lấy thiên văn ngọc ra, sau khi rót niệm lực vào liền hành động. Hắn lặng lẽ tiếp cận, vào lúc cách lão giả năm trượng, hắn không tiếp tục tiếp cận, tâm niệm vừa động và phát động thiên văn ngọc bay ra ngoài. Giết, Lăng Hàng cũng phát động chỉ xích thiên nhai xông về phía trước. Việc này quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới tại nơi trống trải lại có công kích đột nhiên xuất hiện. Thiên văn ngọc phá không bay đi, vận tốc gấp 40 lần âm thanh là cực nhanh. Lão giả kia kinh hải không nhỏ. Nếu như hắn có chuẩn bị, với tu vi chú đỉnh hiện tại cũng có không gian né tránh, nhưng việc này quá đột nhiên, hơn nữa khoảng cách cũng quá gần, hắn không tránh được. Lão giả này cũng tàn nhẫn, hai tay bắt lấy hai tên huyết nô ngăn cản trước người bành bành thiên văn ngọc nện lên người bọn chúng và xuyên thấu qua lực lượng cường đại xoắn thân thể hai huyết nô thành thịt nát giống như khí cầu bị đâm thủng tốc độ của thiên văn ngọc chỉ hơi giảm bớt một ít và tiếp tục tấn công vào lão giả lão giả hét lớn một tiếng xoay tay phải vỗ vào thiên văn ngọc bành chỉ thấy máu tươi tỏa ra tay phải bị đánh nát sau đó cánh tay cũng sụp đổ chỉ còn lại tới khuỷu tay mà thôi ai lão quái chú đỉnh rất khó chết lan tộc đại tế tự như thế lão giả này cũng là như thế lăng hàng cảm thán trong lòng thân thể dết tới và phát động chiến thần tam thức năng lượng hủy diệt bao phủ hắn vừa lao tới liền phát động công kích mạnh nhất của mình lão giả kia đau lòng chết được đương nhiên không phải vì hai tên huyết nô thứ này có thể tùy ý bồi dưỡng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng vì ngăn cản mục đích của lăng hàng nên hắn mất đi tay phải đây là tổn thất to lớn hắn đã mất một chân hiện tại mất đi một tay chiến lực tự nhiên sẽ sụt giảm mấu chốt là xuất thủ chỉ là một tên trúc cơ hắn đường đường hóa linh chân quân nhưng lại bị trúc cơ đánh tàn phế vô cùng nhục nhã đây thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh hắn là hóa linh chân quân cao cao tại thượng cho dù bị thiên văn ngọc đánh lén thì như thế nào loại pháp khí cấp thấp này ở trước mặt hắn không khác gì đồ chơi tiểu tốt đáng chết hắn gầm lên một tiếng khí thế cấp bậc hóa linh phát động tấn công lăng hàng đồng thời đưa tay trái ra bóp cổ lăng hàng hắn thật sự không dám xem thường lăng hàng chút nào trực tiếp dùng khí thế cấp bậc hóa linh đi áp chế lăng hàng đây là ưu thế lớn nhất của cảnh giới từ cấp độ đã nghiền ép chúng sinh nhưng khí thế này không có chút tác dụng gì với Lăng Hàn. Tiên cơ của hắn giống như tiên môn viễn cổ xây thành, có thể nói là tiên đạo cơ thạch cực kỳ cường đại trên đời, có cơ sở ổn như thế, hắn còn sợ khí thế áp chế hay sao? Chiến thần thức thứ nhất bộc phát, Lăng Hàn lại thêm một chiêu, hắn há miệng phun kim kiếm, đồng thời còn phát động sát khí xung kích. Sát khí xung kích banh kích đầu tiên nhưng không có chút hiệu quả nào, đối phương cũng không phải chú đỉnh chân chính, mà là hóa linh chân quân, trên lệch cảnh giới quá lớn, hoàn toàn không có khả năng có hiệu quả. Nhưng Lăng Hàng cũng không có đặt hy vọng ký thác vào trên đó, chiến thần tam thức và năng lượng hủy diệt mới là đòn sát thủ của hắn. Oanh! Hai người đấu một lúc. Lăng Hàng bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy xương cốt trên người run rẩy giống như sắp tan thành từng khúc. Lão giả chỉ khôi phục tới thực lực chú đỉnh cảnh, nhưng tuyệt đối không phải nhân đỉnh, mà là thiên đỉnh lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết mặc dù đánh lăng hàng bay đi nhưng tay trái vẫn dính năng lượng hủy diệt vẫn ăn mòn thân thể của hắn lấy năng lực hiện tại của hắn vẫn không thể khu trục chỉ có thể ngăn chặn hai ngón tay biến mất không thấy đâu nữa lực phá hoại thật khủng khiếp lão giả vừa giận vừa sợ hắn cố ý thu hồi hai huyết nô chính là vì dẫn lăng hàng mắc câu giải quyết một tai họa ngầm ai nghĩ tới lại dẫn tai họa lớn hơn Hiện tại tứ chi của hắn chỉ còn lại một đùi phải cùng cánh tay trái, tay trái còn thiếu hai ngón tay, kết quả chính là bi kịch. Chết. 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 Hắn vô cùng phẫn nộ và điên cuồng tấn công Lăng Hàn. Đây chính là chiến lực cấp bậc thiên đỉnh, quá kinh khủng, mặc dù Lăng Hàn chống lại chiến thần tam thức nhưng vừa mới tiếp xúc, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, màn sáng tinh thần vỡ vụn trong nháy mắt. Hoa. Wow. Lăng Hàn nôn máu tươi, cảm thấy cơ quan nội tạng trong cơ thể đã bị hủy hoại một nửa. Đó là vì hắn đánh chắc cơ sở quá tốt, nếu không một kích này đủ oanh sát hắn. Chết! Lão giả nhảy lên và tấn công Lăng hàng. Ông, một tòa bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu Lăng Hàn, ngàn vạn hỗn độn khí xuất hiện, có ánh sáng lôi đình lóe sáng, thần uy bàn bạc. Bành! Lão giả lao lên và xuất một chưởng nhưng bị hỗn độn khí ngăn cản, cánh tay của hắn chìm xuống. Hỗn động cực lôi tháp, đế binh. Nhưng mà lão giả kia chung quy chỉ có chiến lực cấp bậc thiên đỉnh, hắn hét lớn một tiếng, tay chân cùng phát lực ngăn cản xu thế chìm xuống của thân thể. Hắn giật mình, mặc dù mình bây giờ chỉ có thực lực thiên đỉnh, nhưng đối đầu với trúc cơ không phải là nghiền ép tuyệt đối hay sao? Loại nghiền ép này tuyệt đối không phải khí thế có thể thay đổi. Giới hạn ở cảnh giới cho dù là pháp khí tứ tinh, ngũ tinh có thể phát huy uy lực cũng có hạn. Nhưng dựa vào cái gì những hỗn độn khí này có thể làm hắn lão đảo? Trừ phi là Nội tâm hắn hơi động. Chẳng lẽ là thánh khí hay sao? Vật liệu có thể chế thành thánh khí, trời sinh sẽ có uy năng khó hiểu, cho nên dù là võ giả cảnh giới thấp sử dụng, thường thường cũng có thể phát huy ra uy lực vượt qua cảnh giới. Lấy ra cho lão phu lão giả kia cải biến mục tiêu công kích hắn chụp lấy hỗn độn cực lôi tháp muốn cưỡng bắt tới chi ánh sáng lôi đình tấn công vào lão giả việc này quá nhanh cho dù là lão giả cũng không thể trốn tránh hắn bị đánh vặn vẹo dòng điện phun trào làm toàn thân hắn run rẩy tóc cũng dựng đứng có thể xem thường uy lực của đế binh lăng hàng hét dài một tiếng thừa cơ phát động phản công lão giả kia thật sự rất mạnh thiếu một tay một chân cộng thêm hai ngón tay, bị điện tê dại nhưng hắn vẫn có thể đánh ra một chưởng ngăn cản Lăng Hàng. Bành, hai người đánh nhau, Lăng Hàng phun máu lần nữa, lão giả cũng không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, vết thương ở ngực, khuỷu tay, ngón tay, chân chảy máu tươi rất dọa người. Lão giả quá sợ hãi. Hắn tu công pháp đặc thù, máu tươi chính là căn nguyên năng lượng của hắn, đây chính là nguyên nhân hắn bị trọng thương lại sử dụng nguyên thần điều khiển huyết nô, hút lượng lớn máu tươi có thể giúp thương thế của hắn khôi phục nhanh hơn. Nhưng trái lại hiện tại hắn mất máu quá nhiều, chẳng những sẽ ảnh hưởng chiến lực của hắn, nghiêm trọng còn làm hắn chết đi. Hắn sinh ra tham lam cùng tức giận. Hắn muốn lấy thánh khí này cỡ nào, rơi vào tay một chút cơ nho nhỏ chính là mai một bảo bối. Nhưng chút cơ nho nhỏ này lại ép mình vào tuyệt lộ đây là việc làm hắn tức giận chính mình chính là hóa linh chân quân đấy thổi một hơi cũng có thể chém giết con sâu cái kiến vô dụng kia chờ sau khi khôi phục thương thế lại hút khô máu của tiểu tử này biến thành thi nô không có ý chí lão giả đã muốn rút lui thân thể hơi xoay chuyển hiển nhiên hắn muốn bỏ trốn nhưng hiện tại hắn chỉ còn một cái chân có thể chạy nhanh cỡ nào lăng hàng phát động chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt đã đuổi kịp đối phương hắn liên tiếp công kích nhất là hỗn độn cực lôi tháp mỗi một đạo hỗn độn khí đều nặng như núi cao mỗi một đạo lôi đình đều lăng lệ không gì sánh kịp lão giả kêu gào thảm thiết nhưng không có biện pháp gì ai bảo hắn bị trọng thương chỉ còn lại cái chân chứ tiểu tử đây chính là ngươi ép lão phu lão giả cắn răng nói ra cuối cùng hắn cũng vận dụng pháp khí đó là một cái trống lắc Hắn cắn nát đầu lưỡi, phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi lên cái trống. Toàn thân của ngươi là máu, cần gì phải cắn chính mình? Lăng hàng buồn bực nói. Đúng, đúng. Lão giả cũng sững sờ, tại sao phải cắn đầu lưới của mình? Mặc dù pháp khí của mình cần máu tươi phát động, nhưng bây giờ không phải mình đang chảy máu ròng ròng hay sao? Thua lỗ, bệnh thiếu máu. Hắn hết sức buồn bực, bị một tiểu nhân vật chê cười mất mặt ném tới tận nhà. Chết! Hắn thẹn quá hóa giận, mặc kệ, miễn là giết được tiểu tử này, tất cả sĩ nhục sẽ tan thành mây khói. Oanh, hắn toàn lực phát động, tiếng trống sinh ra âm thanh. Oanh! 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 Oanh. Từng âm thanh như đâm thẳng vào tim lăng hàng, thất khiếu của hắn chảy máu tươi. Đây vốn là bảo khí cấp bậc hóa linh cảnh, nếu như phát huy toàn lực, Lăng Hàng sẽ hóa thành bãi máu trong nháy mắt. Hiện tại lão giả trọng thương, đã không thể phát huy uy lực, hơn nữa bản thân hắn có khổ cũng tự hiểu, bởi vì một khi vận chuyển bảo khí sẽ liên tục rút khí huyết của hắn. Bình thường lúc không quan trọng, hắn đi hút máu của người khác là tốt rồi, nhưng bây giờ chính mình lại mất máu quá nhiều, hắn làm sao chịu được dày vò như thế? Động một tí là sẽ chết. Cho nên hắn suy nghĩ thoát thân đầu tiên, bị ép vào tuyệt lộ nên mới chịu liều mạng. Hoành! 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 Lão giả lắc lắc cái trống, chính mình cũng không tốt hơn nơi nào, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đây không phải là máu, nó giống như sáp ong. Dựa vào, muốn chết người. Ông, hỗn độn cực lôi tháp bạo phát hỗn độn khí vô tận, từ đó suy yếu sát thương từ âm thanh của bảo khí. Lăng hàng không ngừng tụng niệm lục tự minh vương chú, Âm thanh kia không phải tà vật mà là lực phá hoại thuần túy, nhưng lấy âm phá âm vẫn có chút tác dụng. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, phát động yêu hầu quyền, khí tức ngang ngược lưu chuyển, đấm ra một quyền, hào quang bảy màu tỏa ra sáng ngời, toàn bộ thiên địa giống như hóa thành bóng tối vô tận, chỉ đấm ra một quyền. Một quyền có thể phá vỡ cả một ngôi sao. Lúc trước đấu chiến thánh hoàng sử dụng khẳng định sẽ có uy năng đánh nát ngôi sao nhưng trong tay lăng hàng cũng chỉ có khí thế mà thôi. Cho dù là khí thế cũng dọa lão giả sợ hãi không nhỏ. Đây chính là đế thuật chân chính. Đánh ra một quyền, lão giả trúng chiêu, ngực thừa nhận một quyền nặng nề, may mắn không phải vết thương ban đầu. Nếu không một quyền này sẽ lấy mạng của hắn. Lão giả bị đánh lui 30 trượng, hắn cúi đầu nhìn xuống, ngực lại thêm một cái hố nhỏ, chí ít ba cái xương sườn bị một quyền này đánh gãy, ngực của hắn lõm xuống đây là bảo thuật gì quá kinh khủng quy lực một quyền có thể đạt tới tình trạng như thế thánh nhân pháp nhất định là thánh nhân pháp vận khí của tiểu tử này thật nghịch thiên đạt được thánh nhân truyền thừa cho nên tay cầm thánh khí quyền là thánh nhân pháp lão giả đỏ mắt hắn muốn liều mạng thánh nhân truyền thừa đáng giá hắn mạo hiểm như vậy đi chết đi hắn càng lắc trống nhiều hơn Khí huyết vốn không nhiều cũng bị hút đi, toàn bộ thân thể chẳng còn sắc máu, hơn nữa đang khô héo đi, giống như hóa thành xương khô. Pháp khí này thật tà dị. Chẳng lẽ lão giả này thích tự ngược, nếu không đầu óc của hắn có vấn đề. Hỗn động cực lôi tháp trên đỉnh đầu lăng hàng, miệng niệm Lục Tự Minh Vương chú đối kháng công phạt từ bảo khí, mặc dù thất khiếu vẫn chảy máu nhưng sinh cơ trong cơ thể bừng bừng, hắn không bị đánh chết. Vài phút về sau, Lão phu. Không cam lòng. Lão giả kia không cam lòng gào lên. Cả người đã như thay khô, hắn bị bảo khí của mình hút sạch máu. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 4226 tới 4230. Lão giả ngã xuống đất, đường đường hóa linh chân quân bởi vì chịu trọng thương nhưng chết trong tay trúc cơ, thật sự oan uổng không gì sánh được. Hắn chết không nhắm mắt, hai mắt mở to càng lộ ra một tia tham lam. Đoán chừng hắn đến chết vẫn còn nhớ thánh nhân truyền thừa, nếu như hắn biết căn bản không phải thánh nhân truyền thừa, mà là đế binh và đế thuật. Không biết hắn sẽ đau lòng cỡ nào. Lăng Hàn cũng đặt mông ngồi xuống đất, hỗn độn cực lôi tháp tự động quay về, chui vào trong mi tâm của hắn. Pháp khí bản mệnh cất vào trong cơ thể. Lần chiến đấu này rất nguy hiểm, thất khiếu của hắn chảy máu, nội tạng bị phá hư hơn phân nửa, cũng tổn thất vài chục năm thọ nguyên. Khó trách trúc cơ có thể sống một ngàn năm. Tiểu thừa cảnh có thể sống bốn vạn năm chỉ là lý luận trên sổ sách, bởi vì trong chiến đấu sẽ có trọng thương, làm như vậy sẽ tiêu hao tinh khí thần, cho dù chữa thương tốt nhưng vẫn lưu lại ám thương, đây là việc không thể chữa trị. Trừ khi hắn có thể ăn thánh dược, chữa trị thân thể hoàn mỹ. Lăng hàng ăn đang dược chữa thương, vận chuyển cổ dương thiên kinh sau khi áp chế sôi trào trong thân thể cơ quan nội tạng tổn hại được dược lực cùng bí lực song trọng làm dịu đã khôi phục trên cơ bản nhưng muốn hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp cũng cần thời gian vài ngày đúng lúc này trên người lão giả đột nhiên sáng lên cái quỷ gì xác chết vùng dậy sao lăng hàn đã sớm chuẩn bị dùng thiên đạo hỏa với trạng thái của hắn hiện tại khẳng định đánh không lại một tên chú đỉnh cảnh ông chỉ thấy cái trống lắc lư, xèo, nó phá không bay đi. A. À, Lăng Hàn không hiểu, pháp khí mất đi chủ nhân lại chạy đi. Tuyệt không có khả năng. Trừ phi. Hắn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy bên cạnh thân thể lão giả có ánh sáng tỏa sáng, nó không ngừng chuyển động và tạo thành hình nhưng vẫn không thể tạo hình. Dám phá hỏng đại sự của ta, sâu kiến. Một giọng nói vang lên. Là thần thức truyền âm lăng hàng giật mình trong nháy mắt hiểu ra âm thanh tới từ chủ nhân của cái trống không biết nguyên nhân gì mới bị lão giả sử dụng hiện tại lão giả chết một lần nên bị chủ nhân thu về còn hiển hóa ra một sợi thần thức uy hiếp hắn ha ha sợ ngươi sao lăng hàng suy nghĩ như thế hắn dùng khối đá ném tới nhưng thần thức vô hình tảng đá xuyên qua ánh sáng thật to gan hiển nhiên là một tên siêu cấp cường giả có thể từ một góc nào đó của vũ trụ làm thần thức hiển hóa có lẽ là cao thủ mạnh hơn cả giáo chủ bành đáp lại hắn là tảng đá lớn hơn xuyên qua ánh sáng nặng nề nện xuống đất dương lên đầy trời bùng cát tốt 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 đoán chừng tên cường giả kia tức giận không nhỏ hắn gào lên bành một tảng đá lớn hơn bay tới trực tiếp nện vào thi thể của lão giả lúc này ánh sáng biến mất trong nháy mắt có ánh sáng xuất hiện trên tảng đá ngươi nhất định phải chết thần thức của tên siêu cấp cường giả lên tiếng nhưng nói xong thần thức biến mất dường như sợ bị lăng hàng nện tảng đá tiếp chưa thấy qua tiểu tử miệng còn hôi sữa nào dám to gan như vậy tên cường giả kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ lăng hàng cười nhạt một tiếng hắn tự nhiên không sợ nếu như tên cường giả này có thể xuất thủ sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp bắt hắn hoặc giết hắn, hiển nhiên đối phương cũng ngoài tầm tay, chỉ có thể đùa nghịch miệng lưỡi mà thôi. Hắn nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó ổn định thương thế và đứng lên. Nhất niệm vừa động, tảng đá trên thi thể lão giả bị niệm lực của hắn ném đi. Trên mặt đất, thi thể của lão giả cũng không bị phá hư, có thể tu đến hóa linh cảnh, xương cốt làn da cứng cỏi không gì sánh được, chí ít không phải một khối đá có thể phá hư thậm chí đặt cả ngọn núi lên cũng không hư hao gì. Lăng hàng lục soát một cái thi thể của lão giả, phát hiện một kiện không gian pháp khí. Đồ vật bên trong không nhiều lắm, có hơn trăm khối đạo thạch, còn có một tấm kim loại. Kim loại không rõ làm bằng vật liệu gì, nó cực kỳ mỏng, phía trên có một bức họa giống như địa đồ. Có thể được một hóa linh chân quân cất giữ cũng không đơn giản. Lăng hàng nghĩ nghĩ, hắn thu hồi và chậm rãi nghiên cứu trừ những thứ này ra cũng không có gì thật nghèo hóa linh chân quân đấy thật sự là keo kiệt lăng hàn cũng có thể đoán được phần lớn tài phú của lão giả đều đặt trong tinh võng lấy hình thức tinh tế tệ tồn tại không thể nghi ngờ hắn vừa chết tất cả tài sản đều thuộc về thường gia trong thế giới này mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đột tử tài phú của bọn họ trong tinh võng đều bị thường gia bỏ vào trong túi không cần gạch bỏ. Tinh tế tệ vốn là hư cấu, thường gia phát hành vạn ức, vạn vạn ức thì như thế nào, căn bản không ảnh hưởng đến bọn họ. Chỉ có hối đoái tinh tế tệ thành đạo thạch, thường gia mới có thể lấy ra ngoài. Ai, thường gia thật sự kiếm lớn. Lăng Hàng nói một câu xúc động, tứ phương đại đế lưu lại cái chén vàng cho hậu đại của mình. Cũng may thường gia là đế tộc. Nếu không cho dù đổi thành thánh địa cũng không có khả năng thu được tài phú lớn như thế Lăng Hàn cảm thán một lúc mang theo thi thể của lão giả quay lại sau khi quay về phân bộ hắn giao thi thể cho nhan nhạc sinh ném lên mặt đất và nói đây đây chính là hung thủ chân chính của vụ án lần này nhan nhạc sinh không quan tâm thái độ của Lăng Hàn hắn nhìn lướt qua lão giả lỗ chân lông toàn thân đã đóng chặt đây là cường giả vượt xa hắn khổ chết dư uy vẫn còn, làm cho hắn run rẩy không thôi. Làm sao có thể? Rốt cuộc hắn mở miệng, hắn vô cùng chấn kinh, Lăng Hàng nhìn sang, sâu trong mắt còn có kiên kỵ. Lăng Hàng lại giết được cường giả như thế, ngươi xem, tình hình chiến đấu cũng quá kịch liệt, lão giả đoạn mất một tay một chân. Ngực có lỗ thủng lớn nhỏ. Tuyệt đối không có khả năng là đánh lén tạo thành, bởi vậy có thể thấy được thực lực Lăng Hàng mạnh cỡ nào. Trời ơi! Ngươi, ngươi giết! Hắn run rẩy nói ra, cho dù là hắn cũng không địch lại cường giả như thế. Lăng hàn cười nói, người thật do ta giết, nhưng khi ta tìm thấy hắn, hắn đã trọng thương, chỉ có thực lực trúc cơ. Bị ta lấy được tiện nghi. Hắn đè thấp thực lực lão giả xuống một cấp độ, nếu không trúc cơ giết chú đỉnh, thiên cổ chưa có, đoán chừng hắn sẽ bị mang đi nghiên cứu hiện tại trúc cơ giết chiến lực trúc cơ, vậy thì không có vấn đề, hắn vốn là trúc cơ mạnh nhất trong thanh long hoàng triều. Nhan nhạc sinh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó cảm thấy xấu hổ. Hắn lại bị một trúc cơ dọa. Hắn ho khan một cái, cố giả bộ uy nghiêm, làm sao ngươi biết hắn là hung thủ hút máu. Mời cường giả kiểm tra thi thể là biết. Lăng Hàng từ tốn nói, ta còn giết hai tên huyết nô, nhưng không biết lão đầu này mê hoặc bao nhiêu người, hắn hiện tại chết rồi, thần hồn khống chế cũng mất đi hiệu lực, cho dù có huyết nô khác cũng đã khôi phục rồi. Nhan nhạc sinh vội vàng lục soát thân thể lão giả, tự nhiên hắn không có phát hiện ra cái gì, lúc này lườm lăng hàng, đồ trên người hắn đâu. Giao ra, đây đều là vật chứng, không được nuốt riêng. Ha ha, đây là trò cười. Ta bằng năng lực giết hắn, tại sao phải giao ra? Lăng Hàng biết, đối phương chỉ có lòng tham mà thôi, dù sao lão giả này chính là hóa linh chân quân. Ngẫm lại cũng biết, dạng cường giả này khẳng định có gia sản kinh người. Hắn lắc đầu, không có. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Nhan nhạc sinh lạnh lùng hỏi ra, lời nói dối quá cấp thấp. Lăng hàn gật gật đầu, giống. Biết ta không phải. Nhan nhạc sinh không nghĩ tới lăng Hàn lại to gan và trực tiếp như vậy, lại có thể gật đầu, mặt của hắn tái đi. Ngươi quá mức rồi, dù thế nào ta cũng là cấp trên của ngươi, càng là cường giả chú đỉnh, ngươi dám không cho ta mặt mũi. Lăng Hàn, ngươi không muốn sống sao? Hắn lành lạnh nói. Ngươi một lần một lần không nhìn ta, thật sự cho rằng ta không dám ra tay trị ngươi. Ha ha, hung thủ đã bị mang về, chuyện sau này do ngươi xử lý. Lăng Hàn phất phất tay, quay người đi ra ngoài. Nhan nhạc sinh muốn xuất thủ, nhưng ngẫm lại phía sau lăng hàng còn có một tiểu hầu gia, hắn áp chế tức giận trong lòng. Hắn không thể trêu vào đường nghiêm, nhiều lắm hãm hại lăng hàng một chút, lợi dụng quy tắc chế độ gài bẫy lăng hàng, hắn dám đứng đấu với đường nghiêm hay sao? Thứ nhất hắn không dám, thứ hai hắn cũng không có tư cách này. Lăng hàng về đến nhà. Hắn lấy tấm kim loại ra cho mọi người nghiên cứu. Đây là hàng thủy kim phi thường hiếm thấy. Nhị oa lên tiếng. Đúng là nó, ta bẻ không gãy. Đại oa nghe răng, nàng đang cố gắng bẻ gãy tấm kim loại. Lăng hàng đổ mồ hôi lạnh, tiểu cuồng này lực lớn, nếu không phải tấm kim loại không gãy, chỉ sợ hiện tại đã hóa thành mảnh vỡ. Cho bản tọa. Đại hắc cẩu chui ra. Nó cắn vào tấm kim loại. Vừa vặn làm đồ lót cho bản tọa. Cúc. Lăng hàng đá một cước. Đại hắc cẩu đỡ được. Hắn đặt kim loại lên bàn, nói: Đây là một tấm tàn bảo đồ. Đúng thế, có sông núi nha. Hổ nữ cũng đang nghiên cứu, dùng ngón tay lục loại, nói: Thật kỳ quái, đây không phải khắc lên đi, không có cảm giác lồi lõm. Hổ nữ, hàng thủy kim chỉ dùng thần niệm rót vào liền có thể hình thành các loại hình tượng. Hơn nữa còn có hiệu quả hỗ trợ cực lớn, khi tới nơi đặc biệt sẽ xuất hiện đặc thù nhị oa giải thích nói a à, thật sự thần kỳ lăng hàn cảm thấy hứng thú mười phần hắn vuốt ve tấm kim loại đáng tiếc chúng ta cũng không phải người thanh long hoàng triều chúng ta không biết nơi này ứng với nơi nào hắn lắc đầu nói ta nghĩ có lẽ tên hóa linh chân quân kia biết ở nơi nào đám người nữ hoàng cũng nghe được sự kiện hút máu từ chỗ lăng hàn bởi vậy nữ hoàng lập tức nói hóa linh cảnh tranh đoạt bản đồ với kẻ khác nên bị thương, cho nên, hắn đang dưỡng thương, chờ sau khi thương thế lành sẽ đi tìm. Bảo tàng bảo tàng. Hai mắt hổ nữ phát sáng, nàng thích nhất náo nhiệt. Thật sự đi tìm bảo tàng thì phải tìm người trước. Lăng Hàng nói. Đường nghiêm. Nữ hoàng nói, Lăng Hàn gật đầu, hắn là dân bản địa, hắn biết rõ hơn chúng ta, hơn nữa còn là tiểu hầu gia, nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, hắn sẽ dễ dàng tìm được nơi này, nếu như đây thật là trên nguyệt hoa tinh. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn cũng cảm thấy đường nghiêm là người đáng kết giao, nếu như đó thật sự là bảo tàng. Lăng Hàn không ngại mang theo đường nghiêm đi cùng. Lại nói, dù sao đường nghiêm cũng là chú đỉnh cảnh, cũng có thể tính là chiến lực mạnh mẽ. Ngày thứ hai hắn đi tìm đường nghiêm, hắn đã lười quản vụ án giết người hút máu hắn, nhan nhạc sinh muốn đoạt công lao cũng tùy hắn, hắn không có hứng thú phong thưởng của Thanh Long Hoàng Triều. Hắn nhanh chóng đi tới tiểu hầu phủ. Bảo người thông bẩm đường nghiêm. Lăng đại nhân chờ chút. Các cổng nhận ra lăng hàng, vội vàng đi vào bẩm báo. Một lúc sau đường nghiêm tự mình ra đón. Ngươi tới thăm ta sao? Đường nghiêm giả vờ quở trách. Lăng hàng cười ha ha một tiếng, trước đó có vụ án nên ta vẫn bận biệu cho nên không có lo lắng. Vụ án gì? Không phải là giết người hút máu đấy chứ? Đường nghiêm hỏi. Đúng vậy. Lăng hàng gật gật đầu. Vậy ngươi khổ rồi, vụ án này cũng không thể phá trong thời gian ngắn. Đường nghiêm cười nói. Khi thật xấu hổ, hôm qua ta đã bắt được hung thủ rồi. A. À. đường nghiêm hết sức kinh ngạc. Hơn nữa, ta còn có một phần thu hoạch, cố ý mời ngươi đi cùng. A. À, hai người đi vào trong phủ, Lăng Hàn nói tới chuyện liên quan tới tàn bảo đồ. Đường Nghiêm từ hờ hững biến thành nghiêm túc. Có thể bị một vị hóa linh chân quân xem như bảo bối, thậm chí vô cùng khả năng bởi vậy mà trọng thương, phần tàn bảo đồ này có giá trị kinh người. Ha ha, ngươi thật sự đủ thú vị. Đường Nghiêm nói. Lăng Hàn cười một tiếng, kỳ thật chủ yếu là ta không quen với nguyệt hoa tinh nếu không ta cũng sẽ không nghĩ đến ngươi ha ha đường nghiêm cười to hắn đương nhiên sẽ không cho lời này là đúng nếu thật sự tìm người quen thuộc nguyệt hoa tinh thì hắn không tìm thấy sao sau khi đi vào thư phòng lăng hàng lấy hàng thủy kim ra hắn đưa tới chỗ đường nghiêm ta có chút ấn tượng với nơi này đường nghiêm sờ cầm lộ ra vẻ suy tư một lát sau hắn mở liên tiếp khí ra, điều tra địa đồ Nguyệt Hoa Tinh. Sau đó hình chiếu xuất hiện. Trên Nguyệt Hoa Tinh, người bình thường chỉ có thể mua được bản đồ giảng lược, có rất nhiều khu vực trống, hơn nữa tỷ lệ cụ thể có sai lầm lớn, nhưng bản đồ trong tay đường nghiêm lại tỉ mỉ và xác thực. Chính là nơi này. Đường nghiêm chỉ vào một nơi, sau đó phóng đại, đó là hồ nước lớn. An Sơn Hồ. Lăng Hàng Kinh Ngạc. Đường nghiêm gật đầu, địa hình bốn phía đều cực kỳ phù hợp, là hồ này. Nhưng thời gian vẽ bản đồ này đã là mấy vạn năm trước, bởi vậy thương hải tan điền, có khả năng sông núi ban đầu đã biến thành hồ nước. Chuyện này rất có thể. Lăng Hàng biểu thị đồng ý, ngươi nghĩ xuất phát lúc nào? Đường nghiêm hỏi. Đã phá hung án hút máu, đoạn thời gian gần nhất ta không có việc gì. Tùy thời có thể đi. Lăng Hàng nói nhanh như vậy? Đường nghiêm lại hỏi. Lăng Hàn gật gật đầu, được, vậy thì ngày mai đi. Nhanh như vậy. Ngươi không phải là muốn mau chóng sao? Lăng Hàn cười nói. Vậy một lời đã định. Đường nghiêm nói, đã thương nghị xong, Lăng Hàn liền trở về chỗ ở, mặc dù có pháp khí không gian nhưng nơi đi tới có khả năng là di tích cổ. Cần phải làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, Lăng Hàng một mình đi tìm đường nghiêm, đám người nữ hoàng, đại hắc cẩu đang thời khắc mấu chốt đột phá trúc thiên cơ, cho nên lần này bọn họ sẽ không xuất động. Đi. Hai người ra khỏi thành liền ngự khí bay đi. Với tu vi của bọn họ, tốc độ ngự khí phi hành không chậm hơn pháp khí phi hành, giống như phi toa của đường vân nhi thích hợp xuyên qua vũ trụ. Nếu bay trong tinh thể chưa hẳn nhanh bao nhiêu. Pháp khí phi hành của đường nghiêm là một thanh kiếm, hai chân dẫm lên lộ ra dáng vẻ tiêu sái kỳ thật lăng hàng có không ít pháp khí nhưng ngự khí bay cần rót thần hồn của mình vào cho dù chỉ một tia một chút xíu cũng tạo thành ảnh hưởng lên thân thể đối với người bình thường mà nói chút ảnh hưởng này không quan trọng nhưng lăng hàng muốn truy cầu mạnh nhất truy cầu hoàng mỹ đương nhiên một chút ảnh hưởng nhỏ cũng không được cho nên hắn dùng hỗn độn cực lôi tháp chỉ là để binh tự hối chí ít với nhãn lực của đường nghiêm sẽ không nhìn ra mánh khóe ha ha người bình thường đều là ngự kiếm bay ngươi lại dùng tháp đúng là khác loại đường nghiêm dùng thần thức nói ra lăng hàng cười một tiếng đồng thời dùng thần thức nói cái này gọi không giống bình thường bọn họ chỉ có thể dùng thần thức giao lưu nếu không với tốc độ cao của bọn họ âm thanh nói ra căn bản không có khả năng tiến vào tai đối phương không giống với thiên hải tinh là tinh thể bị đánh phá, nguyệt hoa tinh còn lớn hơn nhiều, bởi vậy cho dù lăng hàng cùng đường nghiêm bay đi với tốc độ gấp 20 lần âm thanh vẫn cần 7 ngày mới tới nơi. Đó là hồ nước cực lớn, bốn phía đều là núi, ánh mặt trời chiếu xuống có ánh sáng vàng bay lên. Lăng hàng cầm địa đồ và kinh ngạc phát hiện, đồ án phía trên đang thay đổi, đó là một người chuyển động cây cột hoàng kim, xoay trái ba vòng, rẽ phải chín vòng, không ngừng tái diễn hiển nhiên đường nghiêm không có sai đường đặc tính hàng thủy kim là sau khi tới địa điểm sẽ biểu hiện hình tượng hoặc hình ảnh lúc trước chính là nơi bọn họ tìm nên đồ án biến hóa xuống nước đường nghiêm nhìn về phía lăng hàng lăng hàng gật đầu xuống với tu vi của bọn họ tự nhiên không sợ nhao nhao nhảy vào trong nước nước hồ cũng không lạnh ngược lại ấm áp làm cho người ta cảm thấy ấm áp hai người lặn xuống dưới Bước vào tiên đồ nên không cần lo lắng chuyện hô hấp, chỉ cần có thể hấp thu lực lượng thiên địa. Võ giả liền có thể sống sót. Sau khi đi một hồi, phía trước đột nhiên có con cá lớn bơi tới, nó dài mười mấy trượng, toàn thân xanh biếc, mỗi một vảy cá đều to bằng cái chén. Con cá này rất hung mảnh, bắt đầu há to miệng tấn công hai người, răng nanh sắc bén. Đường nghiêm xuất thủ, hắn điểm một chỉ, ba, trên đầu con cá có lỗ máu, bụng cá nổi lên, hiển nhiên đã chết triệt để. Con cá lớn chết đi, lúc này không biết đám cá khác tới từ nơi nào vây quanh ăn nó, qua một lúc con cá lớn biến thành xương khô và rơi xuống đáy hồ. Bọn họ tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm có con lương màu đen bơi tới, nó từ xa đã cong người và đánh ra một đạo thiểm điện. Đây là ngư yêu trúc cơ, ti chớp này thô như cánh tay, vẽ ra một đường dài. Lăng hàng trực tiếp dùng sát khí xung kích ông, con lương đã hôn mê. A. À, đường nghiêm kinh ngạc. Nếu như Lăng Hàn đánh một quyền, một cước giết yêu ngư thì hắn không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết Lăng hàn cường đại, là đệ nhất trong trúc cơ. Nhưng căn bản không ra tay đã làm yêu ngư trúc cơ ngất đi, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ta phát hiện ngươi người thật sự thâm tàn bất lộ. Hắn nói. Lăng Hàn nghe câu này từ đại hát cẩu, chắc hẳn gia hỏa này ở đây sẽ nhìn xuống hạ bộ và lẩm bẩm một câu quả nhiên không có lộ ra trong nháy mắt sẽ làm người ta dở khóc dở cười vậy ngươi liền chậm rãi phát hiện đi hắn cười nói hai người tiếp tục đi dạo dưới đáy hồ tia sáng lập tức ảm đạm cuối cùng nơi này biến thành màu đen kịt nhưng nơi này có các sinh vật thần bí hình thể rất nhỏ nhưng tỏa ra ánh sáng yếu ớt số lượng càng nhiều từ đó đáy hồ biến thành mông lung cũng không phải đưa tay không thấy năm ngón tay. Từng Lăng Hàng và Đường Nghiêm đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc, chỉ thấy dưới hồ có đồ trắng xuất hiện. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn rõ ràng đó là một nữ tử, thân mang áo trắng, tóc đen như rong, có cảm giác xinh đẹp. Dưới đáy nước sâu như thế có nữ nhân chìm nổi. Nháo quỷ sao? Bị thương. Ánh mắt Lăng Hàng nhìn quét qua, đằng sau nữ tử này có màu đỏ hai người bơi đi quả nhiên trên người nữ nhân này có tổn thương hơn nữa vẫn còn khí tức sinh mệnh lăng hàng duỗi ngón tay đặt lên đỉnh đầu nữ tử một dòng bí lực tràn vào lập tức làm thân thể nữ tử kia run rẩy tỉnh lại các ngươi là ai nàng dùng thần thức truyền âm nói thái độ phòng vệ ánh mắt đường nghiêm sáng lên nữ tử này thật sự xinh đẹp đôi mắt sáng như nước lông mày như vẽ khí chất nói không nên lời mười phần cao quý hắn vội vàng nói ta là đường nghiêm hắn là lăng hàng đừng sợ chúng ta mới cứu ngươi nữ tử dò xét hắn cùng đường nghiêm mấy lần sau đó mới gật gật đầu nói cảm ơn các ngươi mỹ nữ ngươi bị thương thế nào đường nghiêm rất tích cực nói có phải bị ai đã thương không nói cho ta ta báo thù giúp ngươi hắn thân là kỳ lân tử của đường gia dạng mỹ nữ gì chưa từng gặp qua nhưng bây giờ lại chủ động hiến ân cần, có thể thấy được nữ tử này đẹp cỡ nào. Nữ tử kia có chút trầm ngâm. Mới nói, ta chỉ muốn săn một con bảo ngư, nhưng ngoài ý muốn phát hiện một cây hoàng kim trụ, ta hiếu kỳ đi chuyển động một cái, kết quả liền bị trọng thương ngất đi. Nếu không phải bị các ngươi cứu, ta vô cùng khả năng liền muốn tán thân bụng cá. Hoàng kim trụ Lăng hàng cùng đường nghiêm hai mặt nhìn nhau, đúng dịp như thế cây cột ở nơi nào có thể dẫn chúng ta đi qua không đường nghiêm nói thấy hắn nói chuyện vui vẻ với nữ tử lăng hàng không mở miệng hắn làm quần chúng nữ tử kia lộ ra vẻ do dự chỗ đó vô cùng nguy hiểm không có việc gì chúng ta nghe ngươi nói đã có chuẩn bị đường nghiêm cướp lời nói hắn không bị sắc đẹp mê đảo đầu óc cũng không có nói mình và lăng hàng đang tìm hoàng kim trụ được rồi nữ tử kia gật gật đầu. Ba người cùng đi về phía trước, nữ tử kia chỉ bị chút vết thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm, tỉnh lại liền không sao. Đi đường xem như Thái Bình, hơn nửa giờ sau phát hiện một lùng cỏ lớn. Ngay ở chỗ này, mỹ nữ kia chỉ vào đám rong và nói. Đúng rồi, mỹ nữ ngươi xưng hô như thế nào? Đường nghiêm mặt dạng mày dày hỏi. Nữ tử kia trầm ngâm một chút mới nói. Kim, kim dạ tuyết kim dạ tuyết cái tên rất hay đường nghiêm khen lúc này đẩy rong đi về phía trước đây là bụi rong lớn lớn và rất cao qua nửa phút đôi mắt mọi người sáng lên xuất hiện một cây cột hoàng kim nó cao hai trượng và thô như đùi lăng hàng chính là nơi này đường nghiêm nói với lăng hàng các ngươi đang tìm thứ này kim dạ tuyết kỳ quái nói đường nghiêm cười hắt hắt Chuyện này cũng nhờ ngươi, nếu không chúng ta muốn tìm tới nơi này cũng cần hai ngày. Dưới đáy hồ ảnh hưởng thị lực, hơn nửa hoàng kim trụ nằm trong bụi rong rất dày, thực sự rất khó phát hiện. Lăng Hàn nhìn kim dạ tuyết một chút, nội tâm xuất hiện nghi hoặc nhưng cũng không có nói ra. Đường nghiêm hiện tại rất muốn biểu hiện, mặc dù hắn là tiểu hầu gia. Nhưng gặp được nữ nhân mình thích, biểu hiện của hắn giống như tất cả nam nhân đang yêu, trí thông minh hạ xuống nghiêm trọng, càng muốn thể hiện mình. Hắn cầm hoàng kim trụ, bắt đầu chuyển động lên. Trái ba, phải chín. Tạp tạp tạp, lúc này có bánh răng vang lên, hoàng kim trụ chậm rãi hạ xuống, thẳng đến khi biến mất hoàn toàn. Oanh, âm thanh càng lớn vang lên giống như địa chấn. Không, thật sự là địa chấn, trong nước xuất hiện gợn sóng đánh ba người rung chuyển. Nhưng Lăng Hàng và Đường Nghiêm đều là cao thủ trên tiên đạo, mà kim dạ tuyết cũng không kém cỏi nàng cũng là chú đỉnh sóng nước quay cuồng cũng không ảnh hưởng chỉ hơi lay động mà thôi lăng hàn không dùng con mắt nhìn nhưng vẫn dùng thần thức quan sát vừa rồi đường nghiêm chuyển động hoàng kim trụ thì ánh mắt nàng co rút lại trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo kinh hỷ trước mắt lăng hàn cũng không thể xác định kinh hỷ cụ thể là có ý gì nhưng hắn có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không giống như nàng nói đơn giản như vậy là bởi vì bắt cá mới ngộ nhập nơi này ầm ầm núi giao nước động kịch liệt không gì sánh được giống như đáy hồ cao lên đường nghiêm nói bọn họ vốn lơ lửng ở trong nước nhưng bây giờ chân đã đứng trong bùn có một lực lượng đang thôi động bọn họ nổi lên tốc độ còn thật nhanh làm bọn họ không cảm nhận được động lực qua mười mấy phút sau chỉ nghe soạt một tiếng vang thật lớn ba người bọn họ đã lao ra khỏi mặt nước Bọn họ nhìn về phía trước, đều là lộ ra vẻ chấn kinh, bởi vì phía trước có một khu kiến trúc kim bích huy hoàng. Bọn họ đang đứng trong quảng trường kiến trúc này, lúc này nước bùng và nước đã biến mất, lộ ra gạch đá như bạch ngọc. Không phải cả hồ nước cùng trồi lên, mà là trong khu vực cái hồ này xuất hiện một hòn đảo, hơn nửa diện tích thật không nhỏ. Đây là Đây là di tích cổ. Đường Nghiêm thì thào nói ba người đi về phía trước sau khi vượt qua quảng trường một tường vây chặn trước mặt bọn họ bọn họ đi tới cửa chính chỉ thấy cửa chính có hai chữ kim phủ kim phủ lăng hàng và đường nghiêm đều nhìn sang kim Dạ tuyết mang theo vẻ hỏi thăm đây là kim phủ nữ tử này lại họ kim hơn nữa còn bị hoàng kim trụ làm bị thương tất cả liên hệ với nhau làm cho lăng hàng cùng đường nghiêm hoài nghi nữ tử này có quan hệ gì với kim phủ hay không kim dạ tuyết hít một hơi thật sâu sau đó gật gật đầu nói không sai kim phủ chính là ta tổ địa của kim gia ta ta không phải đến bắt bảo ngư chính là tìm tổ địa thất lạc không có việc gì không có việc gì ai không có lòng cảnh giác chứ đường nghiêm cười giảng hòa nói khó trách ngươi có thể tìm được nơi này chúng ta đi theo mới tìm được nhanh như thế kim dạ tuyết cười khổ vì tìm tổ địa thất lạc gia tộc đã tìm một đời lại một đời thẳng đến thế hệ của ta mới tìm được nơi nhưng không tìm được phương pháp vào ngược lại bị chấn động ngất đi nàng dừng một chút nói thời điểm các ngươi tới đã làm ta nghi hoặc nơi này vắng vẻ như thế tại sao các ngươi lại đến chẳng lẽ đạt được tổ đồ kim gia thất lạc sao cho nên các ngươi mời ta ta liền thuận nước đẩy thuyền dẫn các ngươi tới đây dựa vào tại sao chuyện này đúng dịp như thế tìm kiếm bảo tàng còn gặp hậu nhân bảo tàng lăng hàng cùng đường nghiêm hai mặt nhìn nhau hiện tại bọn họ có tính là trộm không kim dạ tuyết lại chủ động nói mặc dù là tổ địa của kim gia ta nhưng đã qua nhiều năm như vậy thứ hai ta không tìm hiểu về nơi này căn bản không có tư cách tự xưng chủ nhân nói đến ta gặp các ngươi mới có thể đi vào tổ địa cho nên cùng thăm dò đi đạt được bảo vật chia thể nào được lăng hàng và đường nghiêm nhìn nhau một lúc đồng thời gật đầu được kim dạ tuyết nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở đặc biệt mê người đường nghiêm hơi thất thần thẳng đến khi bị lăng hàng đụng một cái mới thanh tĩnh lại hiện tại tìm xem lăng hàng lấy ra hàng thủy kim bởi vì hắn không xác định mở cánh cửa này cần thủ pháp đặc thù hay không quả nhiên hình tượng trên hàng thủy kim có biến hóa nhưng cũng không nhằm vào cửa lớn nhìn đến đây tiến vào cửa lớn không cần thủ pháp đặc thù ta tới đường nghiêm nói hắn nguyện ý biểu hiện trước mặt mỹ nữ biết cửa lớn không có nguy hiểm gì nên đẩy cửa xông vào âm thanh cổ lão vang lên có tro bụi rơi xuống cánh cửa mở ra ba người đi vào bên trong xuất hiện trước mặt bọn họ là một hoa viên khô bại năm đó nơi này hẳn là hết sức xinh đẹp từng vườn hoa bố trí được suy nghĩ khác người có vận vị nói không nên lời. Lăng hàng A một tiếng, nói, đừng nhúc nhích. Làm sao vậy? Đường nghiêm cũng không thèm để ý, một chân bước tới. Xoát, một đạo ánh sáng đánh tới, nhanh đến mức kinh người. Đường nghiêm không tránh được, lập tức bị đánh ra ngoài nhưng hắn trên thân cũng có ánh sáng chớp động và hóa thành một màn ánh sáng, từ đó ngăn cản ánh sáng đánh tới. Sắc mặt đường nghiêm tái nhợt, vội vàng lui trở về, má, ta kém chút chết một lần. Trên người hắn có một kiện bảo vật bảo hộ tính mạng. Chỉ có lúc gặp nguy hiểm mới kích phát, vừa rồi nhờ bảo vật này mới có thể bảo vệ tính mạng. Công kích kia nhất định đạt đến cấp bậc sinh đan, nếu không có bảo vật gia gia cho ta, ta đã chết rồi. Hắn tràn đầy nghĩ mà sợ. Lăng hàng thở dài, ngươi không thể kiềm chế một chút sao. Hành vi của gia hỏa này thất thường, xem ra, nếu gặp người mình thích thì đầu óc sẽ mất linh. Hắc hắc, không phải ta không cảm thấy nguy hiểm hay sao? Đường nghiêm phân bua, vừa rồi nhìn thấy hình tượng hàng thủy kim không có biến hóa cho nên hắn cũng có chút chủ quan. Lăng hàng nghiêm nét mặt nói, nơi này bố trí một trận pháp, không nghĩ biện pháp phá giải, hoặc là không dựa theo quy củ đi vào sẽ bị công kích đánh tới. Ngươi nhìn xem, món kia bảo vật còn có thể sử dụng bao nhiêu lần đi đường nghiêm cười ngượng ngùng mặc dù bảo vật trên người hắn không có số lần sử dụng nhưng mỗi phút đồng hồ mới có thể mở một hộ thuẫn cho nên miễn là công kích dày đặc thì khẳng định không ngăn nổi ngươi còn là trận sư hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện khác lăng hàng cười cười thế nào ta còn không thể trở thành trận sư sao kim dạ tuyết ở bên cạnh không hiểu ngươi là một chú đỉnh cảnh mang theo một cái trúc cơ tiến vào di tích cổ như vậy đối phương phải có năng lực trận đạo nếu không mang một vướng víu làm gì nơi này không phải nơi tiểu bối đi theo trưởng bối lịch luyện nhưng nhìn thấy biểu lộ của đường nghiêm dường như không biết lăng hàng chính là trận sư chuyện này kỳ quái nói nhảm đường nghiêm vội vàng nói ngươi quên chính mình là đan sư sao ngươi quên trong thọ yến của bệ hạ thu được danh hiệu trúc cơ mạnh nhất sao ngươi bây giờ nói với ta ngươi còn hiểu trận pháp dựa vào ngươi muốn hù chết ta sao thật hay giả kim giả tuyết há hốc mồm nàng dò xét lăng hàng lần này nàng đặc biệt nghiêm túc trước đó nàng cũng quan sát lăng hàng nhưng chỉ là một chút cơ mà thôi nàng không quan tâm nhiều lắm chỉ nhìn một chút xác nhận tu vi sau đó không quan tâm thật sự nhìn không ra người trẻ tuổi như vậy còn có thể bá đạo cùng tu lăng hàng mỉm cười chỉ nhiều không ép thân, học thêm chút không tồi. Đường nghiêm như triệu ngàn vạn đã kích, tuổi của hắn cũng không lớn nhưng dựa vào thiên phú của mình cùng gia tộc chống đỡ, hắn đã xông lên chú đỉnh cảnh đã mười phần đắc chí. Phần thành tựu này rất ghê gớm. Thế nhưng làm sao so sánh với lăng hàn? Đúng vậy, người ta có tu vi võ đạo không bằng hắn, nhưng thứ nhất, tiềm lực không kém chút nào, thứ hai, người ta đồng thời đọc lướt qua đan đạo và trận đạo, hơn nữa còn luyện ra hóa cơ đan tương lai có thành tựu không đoán trước trên đan đạo đan võ sông tu sông tuyệt đã đủ trâu bò ngươi hiện tại lại xuất hiện một thân phận trận sư làm sao nói nổi trời ơi người so với người tức chết người ai hắn thở dài nói ta cũng nghĩ học nhiều một môn kỹ nghệ nhưng căn bản không có thời gian tốt rồi không nên không ốm mà rên Ta đi phá trận trước." Lăng Hàn nói, "Đến, ngươi tiếp tục đi lên phía trước, dẫn động trận pháp, ta cần quan sát nhiều hơn mới có thể đoán được." Sắc mặt Đường Nghiêm tối đen. "Ngươi muốn ta bị đánh?" "Vậy ta lên." Lăng Hàn cười nói. Đường Nghiêm khoát tay chặn lại, "Vậy quên đi, vẫn là ta đi." Hắn có bí bảo, có thể bảo mệnh hộ thân, nhưng Lăng Hàn có sao? Hắn đi lên phía trước lúc này có ánh sáng đánh tới lúc này thấy rõ ràng hóa thành một kiếm ánh sáng đường nghiêm không thể ngăn cản bành ánh sáng bị ngăn cản sau đó hắn vội vàng lùi lại lăng hàng thu tất cả vào đáy mắt sau đó hai mắt nhắm lại ánh mắt hơi rung động hắn đang tiến hành thôi diễn thật nhanh hắn nhìn kiếm ánh sáng đánh tới còn có biến hóa của toàn bộ hoa viên lúc trước kết hợp vườn hoa bố trí ta có thể kết luận đây là la vương bạch điểu trận lăng hàng nói trong lòng sau đó mở miệng nói đường huynh ngươi lại đi ra lần này đứng ở khối gạch thứ hai hàng thứ ba trái đếm hay phải đếm đường nghiêm hỏi một hàng có bốn khối gạch đây trái lăng hàng thật muốn đạp hắn một cước ngươi đếm xem là từ trái hay phải đường nghiêm không dám hành động thiếu suy nghĩ thẳng đến một phút đồng hồ qua đi bí bảo lại có thể kích phát lần nữa thì hắn lại nhảy ra ngoài rơi vào tảng đá lăng hàn nói tới a à, không ánh sáng bắn ra hắn đầu tiên là sững sờ sau đó đại hỷ lăng hàn ngươi thực sự phá trận pháp ngươi đừng cao hứng quá sớm la vương bạch biểu trận có thật nhiều biến hóa ta cần lại quan sát mấy lần mới có thể xác định được là loại biến hóa nào lăng hàn cũng không có nhảy cẩn hoang hô mà là từ tốn nói được được đường nghiêm gật đầu hắn hiện tại không có bị công kích đã có thể nói rõ lăng hàng có thực lực trận đạo phi phàm kim dạ tuyết cũng nhìn vào trong mắt đôi mắt đẹp phát sáng giống như suy nghĩ cái gì đó đường nghiêm lại đi về phía trước xèo kiếm ánh sáng lại bắn tới sau khi hắn ăn một kiếm liền vội vàng lui về nơi an toàn lăng hàng trầm ngâm một lát nói ngươi đi vào khối gạch thứ ba hàng thứ năm được đường nghiêm nhảy ra hắn bước vào khối gạch lăng hàng nói tới quả nhiên hắn không nhận công kích đúng hắn giơ ngón cái về phía lăng hàng lăng hàng lắc đầu đừng có đùa tiếp tục đi lên phía trước còn phải bị đánh sao đường nghiêm cảm thấy buồn bực nhưng hắn là tiểu hầu gia lăng hàng chỉ cười ha ha không để ý đến đường nghiêm cũng chỉ đùa một chút hắn lại đi về phía trước a à không có công kích đánh tới. Đường nghiêm đã làm tốt chuẩn bị lui về phía sau, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tùy tiện chọn khối gạch là nơi an toàn. Lăng hàng cũng bó tay rồi, vận khí của gia hỏa này thật sự không tệ. Ha ha, ta quả nhiên hồng phúc tề thiên. Đường nghiêm cười to. Đúng đúng đúng. Lăng hàng cũng cười, hắn bắt đầu đi lên phía trước, hắn cũng nói với kim dạ tuyết, ngươi bước qua khối gạch này. Được kim giả tuyết gật đầu mặc dù nàng là hậu nhân kim thị nhưng hiểu nơi này rất ít sau khi đi hai bước lăng hàng đã đứng ở sau lưng đường nghiêm lúc hắn đã hoàn toàn nắm giữ trận pháp muốn phá là không thể nào nhưng tìm ra lộ tuyến an toàn trong đó là không thành vấn đề hắn lại nhảy lên rơi vào khối gạch thứ tư chuyện này làm nội tâm đường nghiêm chấn động lăng hàng không có bí bảo nếu như bị ánh sáng đánh trúng công kích cấp bậc sinh đang có thể miễu sát hắn mấy trăm lần còn tốt chính là cũng không ánh sáng bay tới đường nghiêm thở ra một hơi phát hiện lòng bàn tay của mình đã đổ mồ hôi xèo lăng hàng lại nhảy ra ngoài hắn bước vào khối gạch thứ năm đuổi theo hắn nói đường nghiêm cùng kim giả tuyết vội vàng theo sau hoạt động đều nhịp ngươi nhảy ta cũng nhảy cùng theo sau lưng lăng hàng còn có kim giả tuyết đường nghiêm bảo kim dạ tuyết đi đầu, hắn theo sau. Hưu hư hư, đúng lúc này trên bầu trời lại có mấy đạo bóng người bay qua, cùng đáp xuống quảng trường. Lại có thế có người mở cơ quan để di tích cổ tái hiện. Các ngươi là người nào của cổ lão quỷ? Đó là một nhóm năm người, theo thứ tự là ba nam hai nữ, nhìn qua đều là hết sức trẻ tuổi, nhưng mỗi người đều có tu vi chú đỉnh, toàn thân tỏa ra khí thế cường đại. Cái gì cổ lão quỷ? đường nghiêm và kim giả tuyết đều mờ mịt, nhưng ánh mắt lăng hàng lóe sáng. Hắn giết hóa linh chân quân hút máu vô cùng khả năng chính tranh đoạt tàn bảo đồ với người khác. Cuối cùng bị hắn đoạn mất một chân, ngực cũng bị thương nặng, chiến lực sụt giảm, cho nên hắn cần hút máu của người khác chữa thương. Như vậy đối thủ cạnh tranh của hắn có biết nơi này hay không? Người như thế ít nhất cũng là hóa linh chân quân, trí nhớ của cường giả như vậy, chỉ cần gặp qua là khó quên. Có lẽ tên cường giả kia trọng thương cho nên mới phái bọn tiểu bối tới. Hắn cũng nhớ kỹ là ở đâu. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Lăng Hàn. Lớn mật, lại dám bất kính với đại nhân. Lăng Hàn quyết định lừa dối một phen, lập tức quát. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 4231 tới 4235. Ha ha, đại nhân cái gì, bị tổ sư gia của ta đánh gãy một chân kém chút móc trái tim hắn ra ngoài, hiện tại cổ lão quỷ còn dám đi ra, ta cũng dám làm thịt hắn. Tên nam tử áo đỏ nói ra, trên mặt có một vạn cái kinh thường. Quả nhiên, lừa dối qua. Đây là việc do song phương biết tin tức không ngang nhau tạo thành, đối phương thấy đám người lăng hàng chẳng những tìm được địa phương. Còn mở ra cơ quan, khẳng định là người của hóa linh chân quân hút máu, căn bản không có nghĩ tới lăng hàng giết người đoạt bảo lăng hàng tiếp tục lừa dối hừ tình huống đại nhân khôi phục vô cùng tốt chỉ bằng mấy miêu a à cẩu như các ngươi cũng dám tới thật sự là muốn chết nghe nói như thế sắc mặt năm người kia biến hóa dù sao cũng là hóa linh chân quân hổ chết bi vẫn còn huống hồ bây giờ còn chưa có chết vạn nhất thực sự khôi phục tới thực lực sinh đan cảnh thậm chí chân ngã cảnh thì sao vậy bọn họ không phải đi tìm cái chết hay sao hừ chớ có lừa dối người. Trong năm người, nam tử mặc trang phục màu đen nói, tổ sư gia ta trở lại tông môn, có lượng lớn tiên dược cung cấp nuôi dưỡng cũng chỉ khôi phục chiến lực sinh đan cảnh. Cổ lão quái trốn vào nguyệt hoa tinh, chẳng lẽ còn dám ngang nhiên hút máu tươi chữa thương, không sợ bị cường giả thanh long hoàng triều oanh sát. Lăng hàng mỉm cười, câu này để lộ ra rất nhiều tin tức đấy. Đầu tiên, cường giả cạnh tranh với hóa linh chân quân hút máu cũng chịu trọng thương, cho nên hắn không thể tham gia chuyện đoạt bảo. Nhưng vì cái gì chỉ phái mấy cái chú đỉnh tới? Bởi vì bọn họ cũng không phải là người Thanh Long Hoàng Triều, phái cường giả tới sẽ làm Thanh Long Hoàng Triều chú ý, phải biết, bây giờ đang là ảnh nguyệt Hoàng Triều xâm lấn, Thanh Long Hoàng Triều không nói thảo một giai binh nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép cường giả xa lạ đi vào hậu phương của bọn họ. Còn có suy tính khác, có lẽ tổ sư gia không yên lòng cường giả cùng giai với hắn. Nếu có người cầm bảo vật nhưng không chia cho hắn thì làm sao bây giờ? Dính đến công pháp, bí bảo trân quý, ai giảng đồng tông với hắn chứ? Hơn nữa tu vi càng cao, phí tổn truyền tống cần càng cao, đây cũng là một nguyên nhân. Được rồi, không lừa các ngươi. Lăng Hàn cười một tiếng, các ngươi bây giờ nghĩ thế nào? Còn nói thế nào, tự nhiên là giết các ngươi. Nam tử áo đỏ cười nói, đã xác định cổ lão quỷ không ở nơi này, ba người các ngươi. Đều đi chết đi. Lăng hàng đang lừa bọn họ, bọn họ cũng đang nói nhảm. Đường nghiêm cười ha ha, ngoắt ngoắt ngón tay, đến đây. Ta đến giết ngươi. Một nữ tử áo xanh cầm kiếm xông tới, trực tiếp phá cửa mà vào, xông thẳng về phía đường nghiêm. Ai? Đường nghiêm không tránh không né bình tĩnh không gì sánh được. Ngô sư muội cẩn thận. Bỗng nhiên nam tử áo đỏ kêu lên. Nhưng đã chậm. Mặc dù nữ tử áo xanh không dẫm vào hoa viên dưới đất, nhưng cho dù nàng bay lượn trên không trung cũng phát động trận pháp, xèo, một đạo kiếm quan chém thẳng về phía nàng. Nhanh vô cùng, giống như cường giả sinh đang cảnh xuất thủ, chú đỉnh có thể trốn tránh được không? Ba, một đám máu tươi nổ tung giống như một đóa hoa hồng. Nữ tử áo xanh kêu thảm thiết, nàng đã lùi trở về, nhưng cánh tay trái đã bị đứt đoạn, máu tươi tuôn ra như suối, thê thảm không gì sánh được. Sư muội, bốn người khác xông lên, cả đám quan tâm và rất tức giận. Các ngươi thật hung ác. Nam tử áo đen quát lớn. Đường nghiêm nhún vai, các ngươi có thể giết chúng ta. Chúng ta phản kích một cái chính là tàn nhẫn. Ha ha. Chuyện này không quan hệ với chúng ta trận pháp cũng không phải chúng ta bày ra. Hừ, thật sự cho rằng như thế không thể giết các ngươi sao? Nam tử áo xanh cuối cùng không có mở miệng cũng lên tiếng, hắn lấy một pho tượng ra, nó cao một thước và trắng như tuyết. Hắn không ngừng lẩm bẩm, đột nhiên đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu bạc. Ông, hai mắt pho tượng bắn ra ánh sáng màu trắng, xèo, bỗng nhiên bắn ra ánh sáng màu trắng và tấn công Đường Nghiêm. Bành ánh sáng va chạm nhau, tia sáng chói mắt xuất hiện. Đường nghiêm giật nảy mình, bởi vì ánh sáng bay đi quá nhanh, hắn căn bản không kịp tránh, không kịp cản, bí bảo trên người hắn tự sáng lên cứu hắn một mạng. Nó chỉ có thể bắn một đạo. Nhanh, đi theo ta. Lăng hàng không nghĩ tới và vội vàng quát to. Hơn nữa đường nghiêm bị bắn, nếu đổi thành hắn và kim dạ tuyết thì sao? Kim dạ tuyết vội vàng đuổi theo, đường nghiêm cũng theo sát hắn, nhưng lúc cũng nhìn ra đường nghiêm suy nghĩ kín đáo, hắn vừa đi liền đánh ra một chưởng dẫn động năng lượng thiên địa hóa thành ánh sáng chói mắt, vị trí hắn hạ xuống mơ hồ. Miễn là đám nam tử áo xanh không nhớ kỹ lộ tuyến của bọn họ là được. Nam tử áo xanh cả kinh, không nghĩ tới hắn đã sử dụng đại sát khí nhưng vẫn không thể đánh chết đường nghiêm. Pháp khí này có cấp bậc sinh đan, lấy thực lực của hắn không thể thúc giục liên tục, vội vàng giao cho nam tử áo đỏ bên cạnh nam tử áo đỏ rót bí lực vào ông hai mắt pho tượng tỏa sáng xèo đánh ra cột sáng đáng tiếc đám người lăng hàng đã kịp ngoắt một cái vây quanh đằng sau một vườn hoa đạo ánh sáng hình trụ đánh vào trong tảng đá nhưng không thể kiến công bởi như vậy ba người lăng hàng đã đi xa một là nhắm chuẩn không tốt thứ hai trên đường đi chướng ngại vật càng nhiều căn bản không có khả năng đánh trúng Nam cung sư muội, xem ngươi rồi." Nam tử áo xanh nói với nữ tử áo xanh cuối cùng. "Nàng tên là Nam cung Thiến, trừ là võ giả ra, nàng còn là trận sư." "Tốt." Nàng gật gật đầu, nói, "Ta sẽ mau chóng phá vỡ trận pháp, từ đó sẽ làm ba người tổn thương Ngô sư muội trả giá đắt." Nữ tử áo xanh cầm kiếm, sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt mang theo sát khí. Nàng thiếu một cánh tay, từ đây trở thành tàn phế tất cả đều là ba người kia hại lăng hàng dẫn đường và qua vườn hoa rất nhanh lần này không tốt chú đỉnh của đối phương chẳng những nhiều hơn chúng ta hơn nữa còn có một kiện bí bảo lực phá hoại kinh người đường nghiêm nhíu mày ta còn có sức tự vệ nhưng nếu các ngươi trúng một cái là hỏng việc lăng hàng cùng kim giả dạ tuyết đều gật đầu bọn họ không có bảo vật cứu mạng như đường nghiêm hiện tại chúng ta có ưu thế thời gian tranh thủ thời gian hành động lăng hàn nói ừm bọn họ vội vàng đi về phía trước sau khi vượt qua hoa viên phía trước là một gian đại sảnh lăng hàn quan sát một chút xác nhận không có nguy hiểm liền do đường nghiêm đi trước dẫn đường sau đó lăng hàn cùng kim giả dạ tuyết mới đi theo vào mặc dù nơi này không có bảo vật gì nhưng kim giả dạ tuyết lại có chút thất thần nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, ánh mắt đang phiêu du, giống như đang tưởng tượng lúc tổ tiên kim gia khi còn tại thế, nơi này khách quý chật nhà. Bọn họ thông qua đại sảnh, sau khi đi ra đồng thời liền xuất hiện ba con đường. Một đầu con đường thông với nội viện, một con đường thông hướng luyện võ trường. Còn có một con đường thông hướng kho công pháp. Kim dạ tuyết nói. Đây là hồi ức đời đời kiếp kiếp của tổ tiên, bọn họ nằm mơ cũng muốn về tổ địa không có gì để nói nhiều khẳng định là đi kho công pháp kiên dạ tuyết dẫn đường bọn họ lựa chọn rẽ trái nơi này đi qua một trúc viên đi qua lâu như vậy hơn nữa còn chôn sâu dưới đáy hồ trúc viên vẫn xanh tươi mơn mởn đây là cửu văn trúc đường nghiêm kinh hô đây chính là thứ chế thành pháp khí tam tinh đồ chơi này một vạn năm dài một đoạn có thể chờ chết người hắn thao thao bất tuyệt nói mọc đầy chín vạn năm chính là cực hạn, nơi này có rất nhiều đã chết già, đều là trúc già vượt qua chín vạn năm, thật sự là thiên đại lãng phí. Chỉ cần ngâm trong nước 3 năm liền cứng cỏi bất hủ. Đủ để trăm vạn năm không hỏng. Lãng phí, thật sự là quá lãng phí. Hắn đau lòng nhức ốc. Lăng hàng nhìn xuống, đem vài cộng đạt tới năm cửu văn trúc chặt đứt, một người phân ra hai gốc, cười nói, trên hành lang đều trồng cửu văn trúc dùng để thưởng thức kim cô nương tổ tiên nhà ngươi tất huy hoàng không gì sánh được kim dạ tuyết hàm xúc gật gật đầu quả thật có chút danh vọng nói đến ta càng thêm mong đợi đường nghiêm xoa xoa đôi bàn tay không có thánh nhân pháp đấy chứ đương nhiên không có khả năng kim dạ tuyết lắc đầu nói kim gia chưa từng xuất hiện thánh nhân làm ngươi thất vọng sao lại thế đường nghiêm vội vàng nói trước kia không có sau này nhất định có kim dạ tuyết sững sờ lúc này mới phản ứng đối phương nói chính mình lúc này nàng nở nụ cười xinh đẹp như băng sơn giải phong phong tình vô hạn cũng nhìn thẳng vào đường nghiêm đây là gia hỏa gặp sắc quên bạn lăng hàng lắc đầu trực tiếp đi về phía trước kim phủ rất lớn đi một hồi lâu bọn họ mới đi đến nơi phía trước là một tòa lầu nhỏ lầu nhỏ có một con tỳ hưu đá tỏa trấn. Hung thần ác sát. Lăng Hàng lấy hàng thủy kim ra nhìn một chút, nói, muốn mở cửa, cơ quan nằm đằng sau tỳ hưu. Ta đi mở. Đường nghiêm vội vàng chạy vội đi qua. Nhưng hắn còn không có chạy tới đã thấy con tỳ hưu đá như sống lại, mở cái miệng máu cắn hắn. Trăng rắc một miếng, đường nghiêm còn chưa kịp trốn tránh đã bị cắn trúng. Tỳ hưu vung trái lắc phải, sau khi nhai nhai nhấm nuốt mấy cái mới ném đường nghiêm ra ngoài, bành một cái, sau đó rơi xuống đất. Tỳ hưu đá quay về chỗ cũ, đặt mông ngồi xuống và hóa thành tượng đá. Móa! Đường nghiêm dãy dụa bò dậy, vừa rồi bí bảo trên người hắn đã kích phát nhưng căn bản vô dụng, bị tỳ hưu đá cắn nát một miếng, nhưng kỳ quái là hắn vẫn chịu vết thương nhẹ. Theo đạo lý, một miếng hộ thuẫn cấp bậc sinh đang đều bị cắn nát, Đường Nghiêm không khác gì con cá, nhai một cái liền thành cá nát. Cho nên không phải Đường Nghiêm mạng lớn, mà là Tỳ Hưu đá không có ý giết người. Vậy phải làm sao bây giờ? Đường Nghiêm trợn tròn mắt. Chúng ta cùng tiến lên, ngươi phụ trách hấp dẫn lực chú ý của nó, ta đến mở cơ quan." Lăng Hàn nói. Trên mặt Đường Nghiêm tối tăm. Vì cái gì không phải ta đi mở cơ quan? Bởi vì ngươi xứng với nó. Lăng Hàng cười nói. Phi, ngươi mới xứng. Đường nghiêm nhổ nước bọt trong lòng, nhưng cảnh giới của hắn còn cao hơn Lăng Hàng, hơn nữa còn có bí bảo hộ thân, cho nên hắn chịu đòn cao hơn Lăng Hàng, cho nên khẳng định là hắn lên. Đến. Hắn nói một tiếng, hắn lập tức liền xông ra ngoài, tỳ hưu đá cũng phản ứng và tấn công. Đuổi theo ta đi. Đường nghiêm câu dẫn thành công, vội vàng co cẳng bỏ chạy tỳ hưu đá đuổi theo, dáng vẻ ngây ngô. Lăng hàng vội vàng nhảy ra ngoài, vừa vặn vừa mới nhảy lên, chỉ thấy thân thể tỳ hưu đá lắc một cái, tại chỗ lại xuất hiện một đầu. Móa! Tỳ hưu đá cũng dết ra, nó cắn về phía lăng hàng. Thực lực quá kinh khủng, vô cùng có khả năng đạt tới cấp bậc chân ngã. Cho dù lăng hàng lại yêu nghiệt thì như thế nào, dù sao chỉ là trúc cơ thôi. Hắn căn bản không có cách phản kháng, bị cắn một cái liền cuồng loạn. Đợi đến khi tỳ hưu đá chơi chán, lúc này mới mở miệng phun một cái, phốc, lăng hàng ngã xuống đất. Thật thê thảm. Ở bên khác, đầu tỳ hưu đuổi giết đường nghiêm cũng hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, một đường chạy chậm trở về. Sau đó hợp hai làm một với tỳ hưu đá kia, một lần nữa biến thành một con. Ta nói, đây là chủ ý ngu ngốc của ngươi sao. Đường nghiêm đỡ eo trở về. Lăng Hàng giang tay ra, ta cũng không biết sẽ có biến hóa như thế. Còn tốt chính là, tỳ hưu đá không có hạ tử thủ, chỉ cắn bọn họ đau đớn mà thôi. Lần này làm sao bây giờ? Đường nghiêm buồn bực nói. Vẫn là ta tới đi. Kim dạ tuyết đứng dậy. Ngươi không phải là đối thủ của nó. Đường nghiêm vội vàng nói, thuộc tính bảo hộ đã kích phát hoàn toàn. Ta sẽ không đánh cùng nó kim dạ tuyết vừa đi lên thời điểm này tỳ hưu đã khôi phục nàng cắn nát ngón tay máu tươi rỉ ra ngoài tỳ hưu đá đứng im bất động nó ngơ ngác nhìn kim dạ tuyết giống như lại hóa thành tượng đá kim dạ tuyết đi tới bôi máu tươi lên trán tỳ hưu nàng lại xoay người nói tổ huyết có thể định trụ nó nửa giờ chúng ta lập tức đi vào đường nghiêm và lăng hàng đều gật đầu đi vặn cơ quan tượng đá tạp 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 cửa lớn của lầu nhỏ lập tức mở rộng. Bọn họ tiến vào, chỉ thấy bên trong toàn giá sách, có chút đặt vào sách, có chút là ngọc điệp còn có gia thú. Mảnh đá Lầu 1 không có bí thuật trân quý gì, đi lầu 2. Kim giả tuyết nói, lăng hàn và đường nghiêm đều gật gật đầu, mặc dù kim giả tuyết xưa nay chưa từng tới đây, nhưng dù sao người ta cũng là người kim gia, cho dù thế nào cũng hiểu hơn bọn họ. Bọn họ lên lầu 2, nơi này bố trí không khác phía dưới, vẫn là từng dãy giá sách, hiện tại đầy tro bụi. Lăng Hàng cầm lấy một quyển sách. Nó lập tức hóa thành bụi, thời gian thật sự trôi qua quá lâu. Đường Nghiêm và Kim Dạ Tuyết cũng đang tìm, nhưng đều không ngoại lệ, sách phổ thông không thể bảo tồn mấy vạn năm, đã sớm một nát, chỉ vì không ai động vào mới duy trì hình dáng quyển sách, nhưng đụng một cái là nát vụn. Mảnh đá và ngọc điệp thì sao? Huyết Nguyệt Thập Tam Chưởng Thiên Hóa Quyền Phổ Chiếu Dạ Kinh Bọn họ tìm được nhiều bộ công pháp, đều là 10 phần thượng thừa, nhưng cũng giới hạn ở cấp bậc chân ngã, không có bảo thuật cấp chân quân hoặc là cấp giáo chủ. Chẳng lẽ tổ tiên kim gia mạnh nhất chỉ là cấp chân ngã cảnh? Nếu là như vậy cổ lão quái càng phải chết không nhắm mắt. Đường đường hóa linh chân quân lại chết vì bảo tàng của chân ngã cảnh. Ha ha! lăng hàng không tin hắn vẫn bí mật quan sát kim giả tuyết nữ tử này là người kim gia nếu có bảo thuật trân quý thì nàng cũng biết nó đặt ở nơi nào mặc dù kim giả tuyết từ đầu đến cuối không có dị động cũng giống như lăng hàng và đường nghiêm đang tìm kiếm trên giá sách nhưng cách mỗi một hồi ánh mắt của nàng đều nhìn một nơi mười phần ẩn nấp nếu không phải lăng hàng vẫn quan sát thì không chú ý được chỗ đó có cái gì lăng hàng đi tới thần thức lập tức phát hiện kim dạ tuyết lộ ra vẻ khẩn trương lăng hàng đi tới phía trước bức tường lắp kính không có vật khác hắn vươn tay đặt lên gạch thình thịch âm thanh một ngạt vang lên lăng hàng đổi một viên gạch lại đập đồng thời hắn lại dời sau khi đổi mười mấy lần âm thanh biến thành tiếng thanh thúy hắn lộ ra nụ cười đây là rỗng ruột đường nghiêm kim cô nương hắn kêu lên Đường nghiêm đi tới, trên mặt đầy mờ mịt nhưng kim giả tuyết lại mang theo nụ cười bội phục, nói, quả nhiên không thể giấu giếm được ngươi. Lăng hàng nhếch miệng mỉm cười. Các ngươi đang đào ám hiệu gì, ta thấy thế nào cũng không hiểu. Đường nghiêm cảm thấy kỳ quái. Không hiểu là được rồi. Lăng hàng chỉ chỉ khối gạch kia. Đến, đập ra nó. Kim dạ tuyết lại là lắc đầu, yên tâm, lần này không có nguy hiểm nàng đi ra phía trước, vỗ một chưởng, ba, tảng đá vỡ vụn, nàng đưa tay vào trong, thời điểm lấy ra là một cái hộp sắt. Ồ! Đường nghiêm lập tức mở to hai mắt nhìn. Kim dạ tuyết mở hộp ra, bên trong đặt ba món đồ đồ. Hai quyển sách mỏng và tấm da thú. Ánh mắt lăng hàng đảo qua tấm da thú, trái tim của hắn đập mạnh. Cái đồ chơi này, hắn gặp qua một lần. Ta có thể xem trước một chút sao? hắn chỉ chỉ gia thú tùy ý kim dạ tuyết gật đầu trước đó đã nói xong chiếm được công pháp bảo thuật người người có phần lăng hàn lấy ra tấm gia thú kia mở ra kim dạ tuyết cùng đường nghiêm cũng là cầm quyển sách t đại la thiên bảo thuật giọng nói của đường nghiêm run rẩy bỗng nhiên đứng lên chỉ vào kim dạ tuyết nói ngươi ngươi là hậu duệ hằng phong hoàng triều kim gia không sai Kim Dạ Tuyết ngạo nghễ gật đầu, có cảm giác tôn quý khó tả. Lăng Hàn cảm thấy run rẩy, bởi vì hắn đoán không sai, trên tấm da thú này ghi chép chính năng lượng hủy diệt linh đồ. Hắn chỉ nắm giữ một bộ phận. Mà là bộ phận quy tắc, cả hai cộng lại có thể hoàn chỉnh hay không, Lăng Hàn cũng không biết, bởi vì hắn còn chưa bắt đầu tu luyện. Hắn áp chế kích động trong lòng, nói, "Hằng Phong hoàng triều gì? Ta tới nói đi." Kim Dạ Tuyết đè lên tay Đường Nghiêm, khí tràn mười phần, làm cho Đường Nghiêm ngậm miệng lại. Trước Thanh Long hoàng triều, thống trị Nguyệt Hoa Tinh cùng 36 tinh thể phụ thuộc chính là Hằng Phong hoàng triều. Nàng ngạo nghễ nói, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vinh quang. Vậy mà, đại khái vào 6 vạn năm trước, lúc ấy hoàng đế Hằng Phong hoàng triều Kim Duyệt xung kích thánh nhân thất bại, hóa đạo quy thiên, mạnh gia vốn trung thành tuyệt đối, phụ trợ tân hoàng mạnh gia lại đột nhiên phản bội từ đó giết sạch kim gia từ trên xuống dưới. May mắn, tiên hoàng kim gia có bố trí đề phòng vạn nhất. Lưu lại một chi huyết mạch ở bên ngoài, không người nào biết, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Nhưng vì phòng ngừa mạnh gia tìm tới tổ địa kim gia ta, những người đi trước thà rằng ngọc nát, đã che đậy tổ địa không còn. Cũng vì như thế, chi mạch kim gia không cách nào tìm được tổ địa, một đời lại một đời, một bên tất giấu oán hận với mạnh gia, một bên tìm kiếm tung tích tổ địa lăng hàng kinh ngạc không nghĩ tới kim dạ tuyết có địa vị lớn như vậy kim dạ tuyết nhìn đường nghiêm tiểu hầu gia hiện tại ngươi còn dám muốn bảo thuật nơi này không ngươi biết ta là ai đường nghiêm hơi giật mình đường đường tiểu hầu gia ai chưa nghe nói qua kim dạ tuyết thản nhiên nói đường nghiêm nhíu mày mạnh gia thượng vị đã bắt đầu tẩy trắng bản thân mình mấy vạn năm qua đi người bình thường chỉ biết nguyệt hoa tinh chỉ có một mạnh gia hoàng gia nhưng trong một ít thế lực lớn chân tướng năm đó vẫn được lưu truyền xuống thậm chí trong triều có một phần là dư nghiệp kim gia chờ ngày hậu duệ kim gia xuất hiện vung cánh tay hô lên đẩy ngã mạnh gia nếu như hắn cầm công pháp truyền thừa của kim gia vậy tương đương đứng ở mặt đối lập với mạnh gia trừ phi hắn giao những thứ này ra trước bao quát cả kim giả tuyết Chuyện này làm hắn xoắn suýt, kim dạ tuyết là nữ nhân đầu tiên làm hắn động tâm, hơn nữa tổ tiên kim gia còn có tư cách xung kích thánh nhân, có thể thấy được kim gia truyền thừa trâu bò cỡ nào. Mạnh gia từ đầu đến cuối không có đình chỉ lùng bắt kim gia, một là muốn chém tận giết tuyệt, thứ hai cũng muốn đạt được bảo thuật của kim gia. Có thể chấp tay nhường cơ hội thành thánh, đường nghiêm cam tâm sao. Lại nói, cho dù hắn nộp lên, Mạnh Gia sẽ tin tưởng hắn không có dành riêng. Cho dù vì mục đích an toàn, hắn nên đi chết đi. Đường nghiêm chỉ có một lựa chọn, đó là im lặng, vĩnh viễn không thổ lộ bí mật hôm nay, mà hắn mang theo lòng dạ này, hắn sẽ còn trung thành tuyệt đối với Mạnh Gia sao? Thật sự là quả bom lớn. Đường nghiêm thở dài nói ra, nếu Kim Dạ Tuyết sớm nói cho hắn biết, nơi này chính là tổ địa hằng phong hoàng triều, vậy hắn còn có thể lập tức trở về bẩm báo, không đặt chân một bước, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn chỉ có thể làm đến cùng. Kim dạ tuyết cười nhạt một tiếng, có thể tu bảo thuật kim gia ta, ngươi còn kén ba chọn bốn. Cũng phải. Đường nghiêm lộ ra nụ cười khổ. Đây ít nhất là bảo thuật cấp bậc tôn giả, tương lai còn có cơ hội dòng nó thánh nhân cảnh. Lăng Hàn đã xem xong nội dung gia thú, hắn tự nhiên không kịp tu luyện, thứ này vô cùng phức tạp dung nhập não hải còn không ngừng biến hóa, hắn đặt lại vào trong hộp. Trước tiên ghi nội dung bảo thuật ra đi. Kim dạ tuyết nói, ta lấy đi bản gốc, các ngươi không ngại chứ. Không ngại. Lăng hàng cùng đường nghiêm đều lên tiếng, đây là bí pháp tổ truyền của người ta, có thể cho bọn họ quan sát đã hào phóng trong hào phóng. Đường nghiêm và kim dạ tuyết cùng xem xong nội dung trong tay của mình, ba người liền trao đổi một chút, tiếp tục xem. Lăng hàng có Đại La Thiên Bảo Thuật, đây là một loại bí pháp, sau khi vận chuyển sẽ có bi lực vô tận. Lúc trước Kim Gia dùng Hồn Thiên Kinh và Đại La Thiên Bảo Thuật quét ngang một phương, thành tựu hoàng đồ bá nghiệp, đây là nội tình chân chính của Kim Gia. Đây là vật gì, vì sao xem không hiểu? Kim Gia tuyết cầm da thú, trên mặt nàng đầy mờ mịt. Là đầu óc nàng khó dùng hay ký hiệu trên da thú quá quỷ dị? Cho ta xem một chút đường nghiêm đưa tới, lúc này hắn cầm lên xem. Đây là cái gì, chữ như gà bới sao? Lăng Hàn, ngươi xem hiểu. Hắn hướng Lăng Hàn hỏi. Ừm, đây là một bức linh đồ. Lăng Hàn không có dấu giếm, ngược lại có biết linh đồ hay không, nhưng có thể học được hay không là chuyện khác. Hắn cũng bởi vì cả ngàn vị diện trong người mới có thể nắm giữ, mười phần cổ quái. Thật, đường nghiêm quan sát gia thú nhưng không hiểu gì. Đây tuyệt đối là chữ như gà bới, chỗ nào có thể là linh đồ. Nhưng nếu như không phải linh đồ cao dai, vì sao tổ tiên kim gia lại thu vào trong hộp, đặt cùng chỗ với hai đại kỳ công? Nước mắt chảy dài, chí bảo ngay trước mặt nhưng chỉ có thể đưa mắt nhìn, bi ai lớn nhất trên đời chính là như thế. Ngươi xem hiểu. Đường nghiêm chưa từ bỏ ý định, hắn hỏi lăng hàng. Lăng Hàng gật gật đầu, không sai biệt lắm. Đường nghiêm bị đã kích lớn, vì cái gì Lăng Hàng xem hiểu nhưng hắn không xem hiểu. Năng lực ngộ đạo và thiên phú của hai người trên lệch lớn như thế sao? Mấu chốt là, đây chính là một đống chữ như gà bới, có quan hệ gì với ngộ đạo sao? Kim Dạ Tuyết cũng lộ ra vẻ hoài nghi, cho rằng Lăng Hàng là đang khoác lác. Lăng Hàng cũng không biện giải. Chỉ xem Đại La Thiên Bảo Thuật trong tay, Môn bảo thuật này có thể so sánh với yêu hầu quyền, nhưng miễn cưỡng cũng có thể ganh đua với chiến thần tam thức, có thể phong phú kỹ pháp của Lăng Hàn. Hắn nhanh chóng xem xong sách, nội dung trong sách ghi lại hoàn toàn, trong đầu tự động diễn hóa. Ba người lại trao đổi một lúc, Lăng Hàn cầm tới hồn thiên kinh. Hắn lật lên, đây là pháp do cường giả tứ cực cảnh sáng tạo. Nhưng cũng giới hạn trong tứ cực cảnh, trừ phi kim gia có người bước vào thánh nhân, từ đó viết tiếp công pháp này mới có thể có được thánh nhân pháp nói đến cấp bậc trúc cơ hồn thiên kinh khẳng định không bằng cổ dương thiên kinh nhưng lăng hàn chỉ đạt được bộ phận trúc cơ thiên hiện tại hắn cách chú đỉnh cũng không xa nhưng trong thời gian ngắn hiển nhiên không thể rời khỏi thiên hải tinh cho nên hắn tạm thời không có khả năng đạt được chú đỉnh thiên của cổ dương thiên kinh hồn thiên kinh quá phù hợp với hắn có thể tạm thời luyện trước lại nói đồng thời tham khảo hai bộ công pháp cao dai, có thể lấy thừa bù thiếu. Sau khi ghi lại hồn thiên kinh, Lăng Hàn đặt quyển sách trong hộp, đường nghiêm cũng thế, kim giả dạ tuyết cũng thu hộp. Chi cắt hoàn tất. Kim giả dạ tuyết lộ ra vẻ nhẹ nhàng, sau khi tìm được công pháp của tổ tiên, kim gia dạ liền có hy vọng cuộc khởi rồi. Đường nghiêm cũng thỏa mãn, hắn có thể lập tức đổi tu hồn thiên kinh, thực lực sẽ tăng lên trong thời gian ngắn lăng hàng cũng rất hài lòng thế mà ngoài ý muốn đạt được một bộ phận linh đồ năng lượng hủy diệt một khi tu thành chiến lực của hắn khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn nơi này có một dược viên và đang thất chỉ không biết qua nhiều năm như thế có bao nhiêu thứ còn lưu lại kim dạ tuyết nói mang theo mấy phần cảm khái kim gia đã từng huy hoàng nhất thời thống trị mấy chục tinh thể bây giờ lại như chó rơi xuống nước căn bản không dám nói ra thân phận của mình nghĩ đến thân phận kim giả dạ tuyết đường nghiêm cũng phải than thở hiển nhiên kim giả dạ tuyết và mạnh gia có thù không đội trời chung hắn muốn truy cầu kim giả dạ tuyết thì phải đứng ở mặt đối lập với mạnh gia việc này làm hắn khó xử nếu trở về nói với người nhà hắn sẽ bị đánh gãy chân sau đó vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại kim giả dạ tuyết chỉ xem như hai người chưa từng gặp nhau ba người vơ vét công pháp bảo thuật trên giá sách không còn Mặc dù giá trị kém hồn thiên kinh cùng đại la thiên bảo thuật, nhưng cũng không có đạo lý lưu lại lãng phí ở nơi này. Sau đó, bọn họ xuống lầu, đi ra khỏi cửa. Lúc này chỉ thấy bên ngoài có 5 người cùng nhau đến, chính là đám người nam cung thiên có xung đột với đám người lăng hàng. Đây thật sự là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Ánh mắt nữ tử áo xanh đỏ rực. Rút kiếm ra và dết về phía bọn họ nơi này chung quy không có trận pháp cấm chế gì không may không có trận pháp nhưng lại có một con tỳ hưu đá đã qua nửa giờ vết máu kim dạ tuyết lưu lại đã khô cạn đầu tỳ hưu đá đã khôi phục bình thường nó lập tức vết ra nó cắn lấy nữ tử áo xanh liên tục hất đầu nhấm nuốt một hồi sau đó lại phun nữ tử áo xanh ra ngoài sư muội bốn người khác vội vàng tiến lên chỉ thấy miệng vết thương nữ tử áo xanh băng bó kỹ lại chảy máu. Tỳ hưu đá thật sự không giết người, chỉ tạo ra vết thương rất nhẹ nhưng nữ tử áo xanh ban đầu đã bị trọng thương không chịu nổi, lại bị dày vò như thế, vết thương cũng bị phá vỡ. Đường nghiêm cười to, đến đây, năm người cùng tiến lên. Chúng ta tiếp. Hừ. Nam tử áo xanh nhìn pho tượng lần nữa, ba người lăng hàng biến sắc. Pháp khí kia có lực sát thương kinh người, bọn họ gánh không được. Bọn họ vội vàng lùi vào trong tiểu lâu, nhưng nam tử áo xanh căn bản không quản, xèo một tia sáng bay ra ngoài và đánh vào tiểu lâu, bành, tiểu lâu bị đánh nát một góc, làm đám người lăn hàng buồn bực là, tỳ hưu lại không nhúc nhích chút nào, xèo, 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 cách mỗi một hồi liền có một tia sáng bay tới, công kích không bao lâu, tiểu lâu sụp đổ. Làm sao bây giờ? đường nghiêm nhíu mày đợi chút nữa chia nhau chạy lăng hàng nói chiến đấu không có hy vọng đối phương có năm chú đỉnh thứ hai còn có đại sát khí đáng sợ ngay cả đường nghiêm cũng chỉ có thể đỡ được một lần ta và kim cô nương là chú đỉnh chạy đi không có vấn đề nhưng ngươi thì sao đường nghiêm lắc đầu không đồng ý cái phương án này nói đến chạy trốn ta có thể so tài với chú đỉnh một chút Lăng Hàng tràn đầy lòng tin. Đường nghiêm nhìn hắn, hắn khó mà tin được. Quanh, toàn bộ lầu nhỏ sụp đổ, đá vụn rơi xuống, các bụi bay lên. Kim dạ tuyết nhịn không được thúc giục, nói, hai người các ngươi không nên nhìn nhau thâm tình như thế. Rốt cuộc quyết định gì, nhanh. Đi. Lăng Hàng không cho đường nghiêm cơ hội do dự, hắn xông ra ngoài đầu tiên, phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Móa. Đường nghiêm trố mắt nhìn, tốc độ của Lăng Hàng cũng không chậm hơn mình bao nhiêu. Ngươi đi sau. Kim dạ tuyết cũng xông ra ngoài. Ha ha, đường gia gia cũng tới. Đường nghiêm phát động thân pháp. Nhưng cố ý chậm tuyến một. Hắn có bí bảo có thể hộ thân, cho nên hắn phải hứng một đợt công kích sáng tạo cơ hội cho đám người lăng hàng cùng kim giả tuyết đào tẩu. Ba người bọn họ vừa chạy như thế, đám người nam cung thiến cũng ngoài ý muốn, nhưng hắn chỉ hơi ngẩn ra, nam tử áo xanh dùng thần thức nói, ngô sư muội, ngươi đuổi theo trúc cơ, nam cung sư muội và ta đuổi theo nam tử chú đỉnh. Tiền, triệu hai vị sư đệ đuổi theo nữ nhân kia. Tốt. Khác bốn người nhao nhau gật đầu, tất cả đuổi theo mục tiêu của mình. Hắn phân phối rất có đạo lý, lăng hàng yếu nhất, cho nên dù nữ tử áo xanh bị cục tay cũng có thể chế phục, đường nghiêm hẳn là mạnh nhất, trên người có bí bảo phòng ngự, cho nên cần xuất động đại sát khí phá đi. Hư hư hư, mọi người đều phát động thân pháp. Tốc độ cực nhanh. Lăng hàng cũng không có tung bay, toàn bộ kim gia đều có trận pháp bảo vệ, không thể bay lượn qua nơi quá cao, bằng không sẽ bị trận pháp công kích, hắn chạy trên mặt đất, lợi dụng từng gian phòng tránh thoát truy binh phía sau. Nhưng nữ tử áo xanh hai lần ăn thiệt thòi, lại thiếu một cánh tay, có thể nói nàng hận bọn họ không đội trời chung, nàng theo đuổi không bỏ. Nhất định phải bắt lấy Lăng Hàn. Chỉ xích thiên nhai của Lăng Hàn nhanh nhưng giới hạn trong cảnh giới, sau khi chạy mười mấy phút, dần dần bị đối phương đuổi theo. Chết! Nữ tử áo xanh chém một kiếm, xoát, một đạo kiếm quang đánh tới còn mang theo năng lượng màu xanh, kiếm quang lạnh không gì sánh được, nhanh chóng truy đuổi Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại hắn đấm ra một quyền, bành, lực quyền đánh vào kiếm quang, lập tức bị chém ra, nhưng kiếm khí cũng bị ngăn cản nên chậm một chút, cuối cùng không có đuổi kịp hắn. Chỉ là trúc cơ lại có thực lực như vậy, thật sự không đơn giản, chỉ tiếc ngươi cũng chỉ là cái trúc cơ mà thôi, nhất định phải chết trong tay ta. Nữ tử áo xanh lạnh lùng nói ra, ra sức truy đuổi. Lăng Hàng cười một tiếng, làm một người tàn phế, ngươi có chiến lực như vậy cũng không đơn giản, đáng tiếc, muốn giết ta, ngươi nằm mơ đi thôi. Nghe Lăng Hàng châm chọc chính mình tàn tật, nữ tử áo xanh tức giận đỏ mặt, đây là đau đớn trong lòng của nàng. Chết! 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 Nàng phát điên, liên tục công kích, kiếm khí tung bay như mạng nhện. Lăng Hàng thông dong tỉnh táo. Dùng sát khí xung kích, nữ tử áo xanh hơi chậm lại, trong công kích xuất hiện sơ hở và bị hắn bắt lấy, thông dong xé ra một lỗ thủng, kiếm võng đảo qua, hắn bình yên vô sự. Nữ tử áo xanh chấn kinh, đây là công kích gì, nó đánh thẳng vào thức hải của nàng, từ đó ý thức của nàng xuất hiện trống không, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng trong chiến đấu đây là việc quá nguy hiểm. May mà Lăng Hàn cũng không phải chú đỉnh, nếu không nàng vô cùng có khả năng bị đối phương nắm lấy cơ hội miễu sát, nếu không được cũng lâm vào hạ phong. Nói rồi, ngươi chỉ là nằm mơ mà thôi. Lăng Hàng từ tốn nói. Thật sao? Nữ tử áo xanh cười lạnh, nàng vận dụng tiên đỉnh, hai đỉnh màu bạc xuất hiện trên đầu của nàng, một cái ba chân, một cái khác hai chân. Hai cái đỉnh, nói rõ tu vi của nàng là địa đỉnh, một đỉnh hai chân, nói rõ nàng còn chưa tu địa đỉnh tới đỉnh phong. Nhưng mà trọng điểm không phải điểm này. Tiên đỉnh có tính nghiền ép trúc cơ không thể kháng cự, cho nên chỉ cần nàng vận dụng tiên đỉnh, Lăng Hàng ít nhất sẽ suy yếu một nửa chiến lực, thậm chí cũng có khả năng trực tiếp nằm trên đất. Nhưng Lăng Hàng vẫn chạy nhanh chóng. Dựa vào, làm sao có thể? Nữ tử áo xanh trợn mắt nhìn, chuyện này hoàn toàn không có đạo lý, tiên đỉnh vừa xuất hiện, trúc cơ không bị ảnh hưởng. Đây là quái thai gì thế này? Đương nhiên nàng không vội từ bỏ, vội vàng đuổi theo. Đến mà không trả là phi lễ. Lăng Hàng nói thầm một câu, Suy nghĩ vừa xuất hiện, xèo, Thiên Văn Ngọc bay nhanh về phía trước. Tốc độ của Thiên Văn Ngọc gấp 40 lần vận tốc âm thanh. Nữ tử áo xanh lại dùng gấp 20 lần vận tốc âm thanh lao tới, như vậy tốc độ đối lập vượt qua 60 lần vận tốc âm thanh, nữ tử áo xanh căn bản không có khả năng trốn tránh, thậm chí không kịp suy nghĩ né tránh, chỉ bằng bản năng chém ra một kiếm. Đinh Thiên Văn Ngọc nện vào thân kiếm, lực lượng kinh khủng trào lên, nữ tử áo xanh chỉ cảm thấy bàn tay tê rần. Lợi kiếm đã là tuột tay mà đi. Nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì thiên văn ngọc còn đập tới, nhưng bởi vì một trảm của nàng nên góc độ cũng có chút sai lầm, ầm, ừ, một chùm huyết hoa hiện ra, chỉ thấy bên hông trái của nàng thiếu một khối, máu tươi không ngừng chảy xuống. Lăng hàng giết trở về, phát động yêu hầu quyền, cũng chỉ có một thứ, nhưng đế thuật là tồn tại trâu bò cỡ nào chỉ khí thế liền có thể nghiền ép thương sinh nữ tử áo xanh vừa mới bị thương nặng tâm thần còn chưa định yêu hầu quyền tấn công mang theo uy thế như thiên phạt từ đó nàng khó sinh ra tâm chống cự nhưng dù sao nàng cũng là chú đỉnh cảnh bản năng võ giả vẫn giúp nàng đánh một chưởng về phía lăng hàng bành một quyền đánh qua nữ tử áo xanh bị đánh bay ra ngoài vai của nàng tổn thương vết thương trên eo chảy máu tươi cả người quể oải không chịu nổi. Tổn thương chồng tổn thương, tình trạng của nàng thê thảm tới cực điểm. Nàng không chút do dự, xoay người chạy. Lăng hàng đuổi theo, nhưng nữ tử áo xanh hiện tại thật sự đã liều mạng, không để ý thương thế nghiêm trọng, một đường phi nước đại, tốc còn nhanh hơn trước kia vài phần. Chỉ đuổi mấy bước, lăng hàng liền dừng bước. Dù sao đối phương còn có bốn người, không nên truy cùng đuổi tận. Mặc dù hắn sử dụng Thiên Văn Ngọc xuất kỳ bất ý đã thương nặng nữ tử áo xanh, nhưng sử dụng lần nữa không có công hiệu này, lại nói, đối phương còn có một pháp khí lợi hại, đây là thứ hắn không thể chống cự. Đi. Lăng hàng quay đầu nhưng cũng không hề rời đi, mà là tìm kiếm Đan Thất cùng Dược Viên. Đã vào Bảo Sơn, làm sao có đạo lý tay không quay về? Hắn bước đi thật nhanh, đi tìm kiếm Đan Thất và Dược Viên hiện tại những người khác đang truy đuổi lẫn nhau, đúng là cơ hội hạ thủ tốt nhất. Hắn lấy da hư không thú khoát lên người, lập tức trốn vào hư không, không có người nào có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Chậm rãi tìm kiếm, qua nửa giờ sau hắn tìm được đan thất. Nhưng bên ngoài đan thất có trận pháp bảo vệ. Lăng hàng bắt đầu phá giải, còn tốt, trận pháp này không tính là cao cấp, hơn nữa chôn dưới đáy hồ quá lâu, thiên địa đại thế đã sớm cải biến, có thể điều động lực lượng thiên địa ít đến thương cảm, rất dễ dàng phá giải. Hắn tiến vào đan thất. Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là đan lô cổ xưa, toàn thân màu đỏ tím, không nhiễm chút bụi bặm nào. Đồ tốt. Lăng Hàng lập tức xác định đan lô này không đơn giản. Hắn đưa tay sờ vuốt, trải nghiệm và cảm nhận, sau đó có chút vận chuyển bí lực truyền vào trong đan lô, khi hắn dung nhập niệm lực vào trong đó liền ngạc nhiên phát hiện, niệm lực lại có thể biết ảnh hưởng truyền lực vào trong đan lô đây là vật liệu niệm lực hắn âm thầm gật đầu niệm lực có thể ảnh hưởng chất liệu lực lượng của truyền lực dùng vào luyện đan sẽ tuyệt không sao tả xiết đồ tốt thật sự là đồ tốt lăng hàng mừng rỡ không gì sánh được hắn tranh thủ thu đan lô thu hoạch lần này thật sự kinh người không hổ là tổ địa của thế lực cấp tôn giả đoán chừng đan lô này sẽ bị các đan sư địa cấp thượng phẩm tranh cướp bể đầu. Hắn phát hiện mấy bình đan dược trong đan thất. Hắn không biết những đan dược này là gì, nhưng với thực lực đan đạo của hắn, chỉ cần ngửi một chút, hắn liền có thể đoán được đại khái đan dược này có tác dụng gì. Hả? Hắn liền tranh thủ tròn gia hư không thú lên, bởi vì hắn nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Lúc này là năm người nam cung thiến. Thật sự là ghê tởm ba người kia lại chạy toàn bộ nam tự áo xanh mặt mũi đầy phẫn nộ không biết bọn họ đạt được bí pháp gì nam tự áo đen tiếc núi bọn họ đã bị hù chạy nơi này không có người cạnh tranh với chúng ta ta cũng không tin vật có giá trị tại nơi này chỉ có công pháp nam tự áo xanh hừ một tiếng đây là đan thất có lẽ có tuyệt thế đại dược có thể trị liệu tổn thương của ngô sư muội nam cung thiến nói nữ tử áo xanh không nói gì nàng bị thương quá nặng hơn nữa từ đó về sau sẽ bị tàn phế trong lúc nhất thời không thích ứng được trước đó còn có ý niệm báo thù chống đỡ nhưng bây giờ báo thù vô vọng tâm tình của nàng cũng rất xuống đáy cốc nàng có thể rõ ràng cảm giác được thái độ của bốn người với nàng đã lạnh nhạt hơn trước rất nhiều không đúng trận pháp nơi này có vết tích bị người khác phá vỡ nam cung thiến đột nhiên kêu lên xác định. Nam tử áo xanh hỏi: Xác định. Nam cung thiến 10 phần khẳng định: Nhất định là tiểu tử trúc cơ. Nam tử áo xanh gật gật đầu, hắn không có chạy đi, còn ở nơi này. Nói không chừng, hắn đang ở trong đan thất. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 4236 tới 4240. Nữ tử áo xanh nghe xong, tinh thần chấn động. Kỳ thật nàng gãy một cánh tay không thể trách lên đầu đám người lăng hàng, mặc dù bởi vì bọn họ, nhưng bên hông bị nện mất một khối chính là tội của lăng hàng. Hiện tại nghe nói lăng hàng còn ở nơi đây, tinh thần chấn động, nàng muốn xông vào nhưng nàng đã ăn đau khổ từ trước cho nên vội vàng dừng lại. Hỏi Nam Cung Thiến, Nam Cung Sư tỷ, trận pháp này đã bị phá chưa? Rồi. Nam Cung Thiến gật đầu. Nữ tử áo xanh không còn cố kỵ nữa, hắn cầm kiếm giết ra ngoài. Có bốn vị sư huynh sư tỷ tọa trấn, cho nên nàng không hề sợ hãi. Nhưng khi nàng xông vào bên trong đang thất lại không tìm thấy cái gì. Để hắn chạy. Nàng oán hận nói ra. Bốn người khác cũng theo vào. Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì nhìn nơi này hẳn là vừa bị cướp sạch, làm gì còn chút đồ tốt gì. Ghê tởm. Nam tử áo xanh lăng không đánh ra một chưởng, hắn hiện tại vô cùng tức giận đang muốn phát tiết quanh 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 hắn liên tục xuất chưởng tự nhiên đánh vào nơi không người nhưng đánh tới chưởng thứ bảy thì có bóng người xuất hiện ngăn cản công kích của hắn lần này thật sự quá đột nhiên nam tử áo đen không nghĩ tới hắn chỉ tùy ý xuất chưởng cho hả giận làm sao lại đánh ra một người trong lúc vội vàng hắn không thể tăng lực lượng lên nhưng chú đỉnh chính là chú đỉnh vào thời khắc cực kỳ nguy cấp hắn vận dụng một tấm chắn tam giác bảo hộ ở trước người mình bành lăng hàng đánh một quyền vào tấm chắn của đối phương toàn thân đối phương chấn động lùi mấy bước hắn không ham chiến chút nào trực tiếp tông cửa xông ra năm người nam cung thiến sửng sốt một chút sau đó mới kịp phản ứng là tiểu tử trúc cơ kia đuổi theo thì ra hắn còn ở nơi này bảo vật trong đan thất chắc chắn nằm trên người của hắn Nói không chừng còn có công pháp. Bắt lấy hắn. Năm người đều hưng phấn. Vội vàng đuổi theo, gương mặt nữ tử áo xanh đầy sát ý, nàng hiện tại hận lăng hàng còn vượt qua cả khao khát bảo vật trên người hắn. Nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết lăng hàng. Lăng hàng cũng không có biện pháp, hắn trốn tránh thật tốt, nhưng tên nam tử mặt trang phục màu đen đột nhiên phát bệnh thần kinh xuất trưởng đánh lung tung, vừa rồi hắn không xuất thủ chứng lực kia đánh trúng cũng làm hắn lộ ra nguyên hình. Không có biện pháp, hắn chỉ bọc da hư không thú, cũng không thể trốn tuyệt đối vào hư không. Lăng hàng phát động chỉ xích thiên nhai, bộc phát tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Năm người nam cung thiến đuổi theo không bỏ, lúc này có thể nhìn ra thực lực của bọn họ khác biệt, nam tử áo xanh cùng nam tử trang phục áo đen có tốc độ càng nhanh. Bọn họ nhanh chóng đuổi kịp lăng hàng, ba người đang chậm rãi rút ngắn khoảng cách với nhau. Hắc hắc, ngươi chạy không thoát. Nam tử áo xanh cười lạnh nói một câu, không nghĩ tới còn có một con cá lọc lưới, hơn nữa còn là con cá lớn. Ngoan ngoãn dừng lại, giao công pháp và đang dược ra đây, như vậy chúng ta bột phát thiện tâm cho ngươi chết nhanh chóng. Tên nam tử trang phục đen cười nói. Lăng hàng không để ý tới, hai người này chỉ muốn nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn, đương nhiên hắn sẽ không mắc lừa vậy thì đừng trách ta không khách khí nam tử áo xanh lấy pho tượng ra sư huynh nam tử trang phục đen vội vàng kêu lên bọn họ muốn bắt sống hơn nửa lực phá hoại của cột sáng thật đáng sợ có khả năng sẽ phá hủy đan dược và công pháp không sao ta ngắm chân của hắn nam tử áo xanh nhếch miệng cười nói trong mắt lộ ra một tia khát máu Nam tử trang phục đen gật đầu, miễn là người không chết, bảo vật không hỏng là được. Nam tử áo xanh lập tức vận chuyển pháp khí, hai mắt bắn phát ra cột sáng màu trắng, đúng lúc này một đạo tinh thần xung kích đáng sợ ập tới, làm cho hắn sinh ra sợ hãi không cách nào hình dung nổi. Xèo, cột sáng đánh ra nhưng mất đi chính xác. Nam tử trang phục đen giật mình, bởi vì đạo ánh sáng này càng có thiên hướng bay về phía hắn. Sư huynh, ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn cầm lên, với tu vi của hắn trúng một kích này không chết cũng trọng thương, lực phá hoại thật sự đáng sợ. Nam tử áo xanh lấy lại tinh thần, hắn hơi mờ mịt nói, vừa rồi không biết là ai công kích thức hải của ta, làm ta thất thần. Sư huynh, là tiểu tử kia. Nữ tử áo xanh ở phía sau truyền âm nói, hắn có một loại phương pháp công kích tinh thần, phi thường khó ngăn cản. Thì ra là thế. Nam tử áo xanh cười lạnh, hắn lại chờ một lúc, chờ khôi phục năng lực điều động pháp khí trong tay, nhưng lần này hắn sử dụng niệm lực bảo vệ thức hải, còn ngưng kết bí lực thuẫn bảo vệ bên ngoài cơ thể. Ông! Công kích của hắn còn chưa đánh ra, sát khí xung kích lại tới, cho dù hắn phòng thủ kỹ càng thì thế nào, vẫn không thể hóa giải sát khí xung kích, còn cảm thấy đầu đớn tê rần, công kích không tự chủ đánh ra ngoài, lúc này đánh sai hướng vô cùng nghiêm trọng. Tiểu tử này quá khó chơi. Hắn không nhịn được cầm lên, lại càng sinh ra cảm xúc sợ hãi. Tên trúc cơ kia quá đáng sợ. Ở phương diện tốc độ có thể so sánh với chú đỉnh, thậm chí có nhiều thủ đoạn đánh sư muội của mình tơi bời, đánh nàng chật vật chạy trở về. Nếu dạng người bước vào chú đỉnh sẽ đáng sợ thế nào? Giết, hôm nay nhất định phải giết hắn. Sát ý của hắn vô cùng kiên định. Không cần đều đi theo, các ngươi tản ra phân bố ở các ngõ ngách nơi này cũng chỉ lớn như vậy thôi luôn có thể chặn đường hắn hắn nói được đám người nam tử trang phục đen đều gật đầu đồng thời tản ra phân ra các hướng khác nhau chỉ có nam tử áo xanh vẫn đuổi theo không bỏ cứ như vậy áp lực của lan hàng tăng nhiều bởi vì hắn đang chạy nhưng đột nhiên phía trước có người phát động công kích mà người đánh lén lại là cao thủ chú điểm cảnh trong tình huống như vậy lăng hàng càng trấn định hắn bỗng nhiên giết trở về bày ra tư thế đơn đấu với nam tử áo xanh ha ha thật sự ngu xuẩn nam tử áo xanh cười lạnh nói ta chính là thiên đỉnh cảnh hắn càng không sợ cho nên lập tức vận dụng công kích tấn công hắn thu lấy pho tượng pháp khí trở về đổi dùng cây gậy quét ngang năng lượng vô tận sôi trào hóa thành hào quang chói mắt có ký hiệu thành phiến quy lực lớn đến mức khó tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn chẳng những là thiên đỉnh, hơn nữa còn có phẩm chất ngân đỉnh, chiến lực cao hơn cùng giai một mảng lớn. Lăng hàng không chút do dự, hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, một đạo hỗn độn khí bao phủ người hắn, ánh sáng lóe sáng tấn công nam tự áo xanh. Ông! Sát khí công kích đánh tới, nam tự áo xanh hơi dừng lại, sau đó lăng hàng hành động, thiên văn ngọc bay ra. Dưới chân hắn vận chuyển chỉ xích thiên nhai, yêu hầu quyền mang theo năng lượng hủy diệt đánh tới. Chỉ vừa đối mặt với đối phương, Lăng hàng đã vận dụng gần như tất cả lá bài tẩy của mình, trừ Thiên Đạo Hỏa bên trong hỗn độn cực lôi thác. Ầm. Sát khí xung kích đánh tới. Nhưng nam tử áo xanh đã có chuẩn bị, ảnh hưởng với hắn cực kỳ nhỏ bé, mắt thấy Thiên Văn Ngọc đã bay tới, trước người hắn xuất hiện một tấm vải thiên văn ngọc đánh tới liền bị tấm vải bao phủ vào trong tấm vải không bị xé rách nó đã bao phủ thiên văn ngọc lăng hàng giết tới ánh sáng lôi đình xuất hiện yêu hầu quyền và năng lượng hủy diệt ập tới ha ha thật sự can đảm lắm nam tử áo xanh cười lạnh nhưng hắn có tu vi thiên đỉnh mặt ngươi có yêu nghiệt cỡ nào trúc cơ có thể đối kháng hắn hay sao hắn thu hồi vải gấm cầm cung quét ngang lăng hàng mở nhãn thuật ra bước chân hơi di động lúc này côn ảnh của nam tử áo xanh đã đánh tới cái gì nam tử áo xanh giật mình hắn cũng không phải tùy ý quét ngang qua mà là một loại côn pháp đừng nhìn chỉ là quét côn nhưng năng lượng dày đặc có xu thế hình thành tấm lưới lớn dưới tình huống như vậy đối phương vẫn nắm lấy khe hở và thoát thân ra ngoài nhãn lực đối phương cao minh như vậy sao nhưng bây giờ không có thời gian cho hắn cảm khái hắn vội vàng vứt côn đi hai tay hóa quyền tấn công lăng hàng cái gọi là ngoài tầm tay với lúc này chính là côn dài không kịp bị người giết đến gần cây côn không thể ứng phó oanh nắm đấm của hai người va chạm với nhau lực lượng kinh khủng va chạm lăng hàng không chút phòng bị và bay ra ngoài nặng nề đâm vào vách tường trực tiếp phá ra một cái động lớn và thoát đi đánh phá bảy mặt tường lúc này lăng hàng mới ngã trầm lên mặt đất, hắn cảm thấy xương cốt toàn thân như sắp vỡ vụn ra. Muốn động ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng hiện tại không phải là lúc hắn có thể nghỉ ngơi, hắn vội vàng bò dậy, cầm lấy da hư không thú khoát lên người và che giấu thân hình, lặng lẽ rời đi. Xèo, nam tử áo xanh đã lao đến, hắn nhìn chầm chầm vào nơi lăng hàng ngã xuống, nhưng bây giờ đã không có tung tích lăng hàng. Không tốt, để hắn chạy hắn oán hận không thôi cũng nghĩ oanh kích loạn để phát tiết nhưng hoảng sợ phát hiện trên nắm tay có lực lượng đang ăn món tay của hắn đây là thứ gì hắn kinh hãi năng lượng này mặc dù yếu ớt nhưng ương ngạnh không gì sánh được hắn sử dụng bí lực xua tan nó đi nếu không thể khu trừ sạch sẽ thì thứ này sẽ tiếp tục ăn mòn cánh tay của hắn mặc dù phá hư không phải rất lớn nhưng giống như giòi trong xương phiền phức vô cùng Tiểu tử này nắm giữ bao nhiêu bí thuật? Trong mắt nam tử áo xanh xuất hiện thần thái tham lam, đối phương sử dụng pháp khí, quyền thuật, năng lượng tầng thứ cao và bảo vật che giấu thân thể, nếu như hắn chiếm được tất cả, hắn sẽ mạnh tới mức nào? Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Hắn phát ra tín hiệu triệu tập đám người nam cung thiến chạy tới. Người đâu? Nữ tử áo xanh vừa đến, lập tức lên tiếng chất vấn. Để hắn chạy mất Nam tử áo xanh nói, nhưng hắn bị ta đã thương. Đã bị sư huynh ngươi đã thương, hắn còn có thể chạy đi. Nam tử trang phục đen tràn đầy hoài nghi nói. Dứt tiếng, ba người nam cung thiến nhau nhau đưa mắt nhìn sang. Nam tử áo xanh tức giận nói, các ngươi không tin ta. Ha ha. Nam tử trang phục đen cười nhạt một chút, hắn mười phần hoài nghi, có phải đối phương định nuốt riêng bảo vật hay không, sau đó nói dối lang hàng chạy mất nam tử áo xanh cầm lấy thiên văn ngọc và nói tiểu tử trúc cơ dùng pháp khí niệm lực oanh kích ta ta không thể không né tránh cho nên mới nhìn hắn chạy mất các ngươi cũng biết tiểu tử kia có biện pháp ẩn nấp tung tích như thế bốn người khác nửa tin nửa ngờ chuyện này nghe hợp tình hợp lý nhưng sự thật như thế nào cũng chỉ có nam tử áo xanh mới biết nam cung sư muội làm phiền ngươi đi giữ vững cửa ra vào ngươi hiểu trận pháp không đến mức nhìn tiểu tử kia chạy đi nam tử áo xanh bắt đầu phân phối nhiệm vụ nói bốn người chúng ta tiếp tục tìm kiếm tung tích của tiểu tử kia phân phối như vậy xem như hợp lý bốn người đều gật đầu tạm thời tin tưởng lời hắn nói bọn họ chia nhau hành động lần nữa nhất định phải tìm cho ra tung tích của lăng hàng nơi này có phòng xá liên miên lăng hàng tùy tiện đi vào một gian phòng đóng cửa phòng sau đó ngồi xuống ăn đang dược trong một kích cuối cùng, hắn va chạm khí lực với nam tử áo xanh. Chấn động mạnh tới mức hắn gãy mấy cây xương, cơ quan nội tạng cũng bị trọng thương, thương thế tương đối nghiêm trọng, cần lập tức chữa thương. Ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi nhân đỉnh, một kích thiên đỉnh đã đánh ta trọng thương. Lăng Hàn lắc đầu, đây là việc không có cách nào, hắn còn kém thiên đỉnh quá xa, có thể thoát thân đã là may mắn. Thiên văn ngọc rơi vào trong tay đối phương ta nhất định phải cầm về. Lăng Hàng thì thào tự nói. Vấn đề là cầm về như thế nào? Trừ phi. Ta đột phá chú đỉnh. Lăng Hàng lấy đan dược trong đan thất lúc trước ra, hắn cẩn thận mở ra xem và phân biệt. Thật nhiều đan dược đã không thành hình, hóa thành hồ dính vào đáy bình, đương nhiên dược hiệu trôi mất rất nhiều. Bình này hẳn là trợ giúp đột phá cảnh giới, dược lực nguyên thủy có thể trợ đột phá chân ngã cảnh, hiện tại nó chỉ có thể trợ giúp ta đột phá cảnh giới trúc cơ. Đây là đang dược tăng tu vi, dược hiệu cũng trôi mất quá nhiều, vừa vặn thích hợp với cảnh giới của ta hiện tại. Hừ, ta sẽ đột phá chú đỉnh tại nơi này, sau đó đi tính sổ với năm người kia. Lăng Hàng cũng không phải người nguyện ý chịu thua thiệt, bị năm người nam cung thiến truy sát liên tục, hắn làm sao không tức giận cơ chứ. Hắn móc dược hồ trong bình ra, sau đó nuốt một miếng là có thể gia tăng tu vi qua một lúc hắn cảm giác trong bụng nóng lên dường như toàn thân đang bốc cháy oanh năng lượng hùng hồn trong cơ thể phun trào như dời núi lắp biển móa tính sai dược lực này mặc dù suy yếu nhưng nó vẫn vượt qua cảnh giới trước mắt của ta ăn cũng đã ăn rồi chỉ có thể chống đỡ mà thôi lăng hàng cắn răng năng lượng trong cơ thể quá kinh khủng giống như muốn nghiền nát hắn ngay lập tức thậm chí hắn cảm giác thân thể của mình đang bành trướng đây đương nhiên là ảo giác nhưng cũng nói rõ năng lượng trong cơ thể hắn kinh người đến cỡ nào hắn hoàn toàn không thể khống chế nổi lăng hàng chỉ có thể vận chuyển cổ dương thiên kinh liều mạng chuyển hóa những năng lượng này thành bí lực từ đó lớn mạnh tiên đạo cơ thạch của hắn ba 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 năng lượng mạnh mẽ đâm tới xương cốt của hắn cơ quan nội tạng vốn chịu trọng thương, miễn cưỡng mới nối liền xương, vừa bổ sung tổn hại nhưng bị năng lượng ập tới nên lại vỡ ra. Khổ. Lăng Hàng cố nén đau đớn, hắn đang liều mạng hấp thu dược lực, đây chỉ là đau đớn do dược lực biến thành, hắn có thể dựa vào đó khôi phục thương thế. Nửa ngày sau, dược lực đã ổn định trở lại. Lăng Hàng thở ra, trên trán chảy mồ hôi lạnh xen lẫn máu tươi. Hắn đã mất đi nửa cái mạng, hiện tại cả người như bùng nhão, toàn thân trên dưới không có một cục xương và cơ bắp hoàn hảo. Nhưng tu vi của hắn tăng lên rất lớn, cũng không có lãng phí đau khổ vừa rồi. Dùng phương thức như vậy gia tăng tu vi, cái giá phải trả chính là tiêu hao sinh mệnh. Lăng Hàng cảm khái, mặc dù dược lực hùng hậu, bản thân ẩn chứa năng lượng to lớn, khả năng đủ để tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh nhưng trong đó chứa năng lượng phá hư thứ này tuyệt đối đang tiêu hao thọ nguyên tương lai của hắn. Lăng Hàn cũng không hối hận, sống lâu thêm vài năm nhưng phải sống một cách quất tức thì thế nào? Nam tử hán đại trượng phu, khoái ý ân cừu, tiếu ngạo thiên hạ. Không thể lưu lại nơi này. Lăng Hàn thì thào nói một câu, hắn đã ở đây lâu như vậy, năm người kia đang tới gần nơi này, hắn phải di chuyển sang nơi khác. Lăng Hàn rời khỏi phòng, hắn chưa đi được bao lâu hắn nhìn thấy nam tử áo xanh và nữ tử áo xanh sóng vai đi từ xa tới nơi này hắn vội vàng trốn đến nơi hẻo lánh cũng ngăn cản máu tươi chảy ra ngoài tránh máu tươi chảy xuống bại lộ bản thân cũng may hai người kia lục soát từng gian phòng cũng không tiến hành chú ý tới con đường chung quanh lăng hàng thừa cơ rời đi hắn phải thoát đi thật nhanh không bao lâu nam tử áo xanh và nữ tử áo xanh đã tìm tới nơi lăng hàng ẩn thân trước đó phát hiện trên mặt đất có một vũng máu lớn. Tìm được. Quả nhiên gia hỏa này bị trọng thương. Đáng tiếc, chúng ta vẫn đi muộn một bước. Không sao, hiện tại đã giữ vững cửa lớn, hắn giống như cá trong chậu, sớm muộn gì cũng bị chúng ta tìm được. Đi. Hai người tiếp tục truy kích. Lần này Lăng Hàng không có đi vào trong phòng, hắn đào cái hố trong rừng đào sau đó chôn bản thân vào bên trong. Ngược lại, hắn đã là trúc cơ, không cần ăn cơm và hô hấp cũng có thể sống thật tốt. Hắn áp chế thương thế bản thân, sau đó lại phục dụng một chút dược hồ, lần này, hắn chỉ dám ăn một ít. Năng lượng trong cơ thể hắn sôi trào, lần này còn tốt, vẫn nằm trong tầm khống chế của hắn. Qua một giờ sau, Lăng Hàn đã hấp thu toàn bộ dược lực, tu vi tiến bộ rất rõ ràng. Lại đến. Lăng Hàn không ngừng cắn thuốc, hiện tại hắn đã mang lòng oán hận, nhất định phải đột phá chú đỉnh và tính sổ với năm người kia. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Hàn không tiếp tục uống thuốc, hắn hấp thu lực lượng thiên địa lúc mặt trời vừa mọc, đây là thứ dược lực không có. Sau đó hắn tiếp tục cắn thuốc, tiếp tục tu luyện. Theo lý mà nói, cho dù là thuốc bổ cũng không thể phục dụng liên tục. Dược tính mất đi chỉ là phụ, thuốc có ba phần độc, ăn nhiều chỉ có hại nhưng lăng hàng không quan tâm, hắn chỉ cầu gia tăng tu vi mà thôi, ăn liên tục như vậy, dược hiệu một lần không bằng một lần, nhưng đan dược này rất mạnh, giảm một mảng lớn vẫn có hiệu quả với lăng hàng. đương nhiên, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, độc tính tích lũy không nói trước sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. chí ít trong khoảng thời gian ngắn, hắn phục dụng những đan dược khác sẽ không có hiệu quả gì. năm ngày sau lăng hàng đã gia tăng tu vi lên trúc cực cơ đỉnh phong thương thế của hắn đã khá hơn phân nữa trong năm ngày qua hắn vẫn hành động vào ban đêm hắn lưu lại vết máu trong phòng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi mê hoặc năm người nam cung thiến có thể xung kích chú đỉnh ta đã thử qua cho dù có đế binh áp chế sinh linh chi lực vị diện trong cơ thể không đủ chèo chống dư âm ba khối tiên cơ xung kích cho nên xây dựng bốn khối tiên cơ là việc không có khả năng trên thực tế, người khác chỉ có một khối tiên cơ, ta lại có ba khối, đây đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi, không thể đột phá nhiều lần như vậy. Hiện tại, ta phải đột phá chú đỉnh. Tinh võng đúng là đồ tốt, chỉ cần có tiền, sinh mệnh bảo quả cấp bậc chú đỉnh cũng không thiếu. Lăng hàng không lập tức ăn sinh mệnh bảo quả, bởi vì hắn hiện tại chỉ có tu vi rút cơ đỉnh phong, nhưng vẫn không phải thời cơ đột phá, hắn đang nằm trên mặt đất hòa làm một thể với mặt đất và bắt đầu cảm ngộ. Từ trước cơ đến chú đỉnh, nói ra thì rất đơn giản. Nó là quá trình tiên đạo cơ thạch biến thành tiên đỉnh, nhưng mà hình thái chuyển hóa chỉ là một loại biểu tượng, biến hóa chân chính là cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Lăng hàng thả thần thức ra ngoài, tương dung cùng đại địa, tương hợp cùng trời cao. Trong đầu của hắn hiện ra một vài bức hình, đó là hình ảnh bàn thạch tổ vương ngộ đạo năm đó. Lăng Hàn cũng không có đạt được bất cứ pháp gì của bàn thạch tổ vương nhưng thứ hắn có được còn đáng quý hơn nhiều. Đó chính là thời điểm bàn thạch tổ vương gặp các loại khó khăn, đường nghiêng và trắc trở khi đột phá. Chuyện này giống như đại năng lưu lại cảm ngộ của mình, trân quý đến cực điểm. Từ điểm đó có thể thấy được, bàn thạch tổ vương thật sự có ý chí rộng lớn, hắn vô tư truyền thụ những thứ này cho hậu nhân lăng hàng nhìn thấy chính là hình ảnh bàn thạch tổ vương lúc trước lần lượt thất bại cho nên không cần phải bước lên đường rẻ hai ngày sau toàn thân hắn không tỏa ra một chút xíu khí tức nào giống như biến thành một cổ thi thể nhưng trong đầu của hắn đang biến hóa rất mạnh dường như đang thai nén thứ gì đó ba khối tiên đạo cơ thạch đang phát sinh biến hóa chúng nó đang biến hóa thành đỉnh thân thể lăng hàng cũng từ trạng thái yên lặng biến thành sôi trào đáng sợ ba đỉnh đều hiện lăng hàng không có cảm giác nhưng nếu có người ngoài nhìn thấy tất nhiên sẽ kinh hãi đến mức tận cùng chú đỉnh phân chia tiểu cảnh giới như thế nào đơn giản, nhìn số lượng tiên đỉnh một đỉnh là nhân đỉnh cảnh hai đỉnh là địa đỉnh cảnh ba đỉnh là thiên đỉnh cảnh nhưng bây giờ lăng hàn vừa đột phá liền có ngay ba tiên đỉnh chẳng phải nói hắn nhảy qua hai giai đoạn nhân đỉnh và địa đỉnh và bước vào thiên đỉnh hay sao có phương thức đột phá nào như vậy hay không nhưng trên đời này còn có người thứ hai, có thể ở thời điểm trúc cơ tu ra ba khối tiên đạo cơ thạch hay sao? Không có kỳ tích nào có thể tạo ra nhiều khả năng như thế. Quanh, năng lượng thiên địa không ngừng rót vào người, hắn không hấp thu lực lượng từ lúc sáng sớm, nhưng bây giờ lại chủ động tiến vào trong cơ thể của Lăng Hàn. Bổ sung bí lực dự trữ của hắn, gia tốc tiên đỉnh biến hóa. Hư hư hư, Nam Cung Thiến và đám người Nam tự áo xanh cùng lướt tới. Lực lượng thiên địa ở nơi này quá kinh người, lực lượng thiên địa vô cùng vô tận, chỉ cần là người tu luyện đều có thể phát hiện ra được. Có chí bảo xuất thế hay sao? Trên mặt nam tử trang phục đen lộ ra vẻ chờ mong. Dị tượng như vậy phát sinh. Bình thường đều có chí bảo xuất thế, hơn nữa không thấy những năng lượng này hội tụ vào mặt đất hay sao? Đương nhiên là bí bảo xuất hiện dưới nền đất, hợp tình hợp lý. Được chí bảo này chúng ta cũng có thể rời đi bằng không có thể sẽ gặp phải cường địch nam tử áo xanh trầm ngâm nói đường nghiêm kim dạ tuyết đã trốn thoát bọn họ vô cùng có khả năng sẽ gọi cường giả đến còn nữa hòn đảo này nổi trên mặt đất dần dần khẳng định sẽ có người tới đây kiểm tra cho nên bọn họ không có khả năng vẫn lưu lại ở nơi này dù sao không phải người thanh long hoàng triều bọn họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức đoạt bảo bọn họ cùng xông tới, muốn đào đất đoạt bảo. Mặc dù Lăng Hàng đang ở thời khắc mấu chốt khi đột phá, nhưng bản năng tự nhiên của võ giả vẫn còn. Khí tức của hắn lập tức bắn ra lực lượng phá đất xông ra ngoài. Đây là bảo vật gì? Thánh dược sao? Vô cùng có khả năng, không thì tại sao có hình người? Năm người nam tử áo xanh đều kích động, bọn họ xông lên đoạt bảo, nhất là nữ tử áo xanh kia, gương mặt của nàng ửng hồng nếu đạt được thánh dược nàng có khả năng khôi phục cánh tay của mình cái gì khốn kiếp bọn họ nhanh chóng biết rõ đó là cái gì đây không phải là thánh dược mà là tiểu tử trúc cơ kia tại sao là ngươi nữ tử áo xanh hết sức thất vọng đối với nàng truyền thừa của thánh nhân còn không trọng yếu bằng thân thể toàn vẹn ha ha rốt cuộc cũng tìm được bắt lấy hắn chúng ta mau chóng rời đi Nam tử áo xanh cười to. Sau khi bắt lấy Lăng Hàn, bọn họ sẽ mau chóng rời đi, tránh gặp phải cường giả mạnh hơn tới tiêu diệt bọn họ. Lăng Hàn không quan tâm tới, hắn đang đột phá điểm mấu chốt. Giết. Năm người nam tử áo xanh đồng thời giết tới, muốn bắt lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, hắn trực tiếp rời đi. Đương nhiên đám người nam tử áo xanh sẽ không cho Lăng Hàn cơ hội bỏ chạy bọn họ vội vàng truy đuổi nhất là nữ tử áo xanh nội tâm tràn ngập tuyệt vọng nàng muốn giết người xả hận năm người tạo thành vòng vây bởi vậy cho dù lăng hàng đột nhiên xông ra hay xông loạn các nơi đều nằm trong vòng vây của bọn họ lúc này người chấp cánh cũng khó thoát nam tử áo xanh lạnh lùng lên tiếng vòng vây càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng lăng hàng sẽ lâm vào tình cảnh sơn cùng thủy tận nữ tử áo xanh vung kiếm chém điên cuồng nàng phát tiết tất cả oán hận và tức giận lăng hàng vận dụng hỗn độn cực lôi tháp hỗn độn khí bảo vệ quanh người hắn một cảnh tượng kinh người xuất hiện kiếm khí của nữ tử áo xanh chém tới lại không phá nổi hỗn độn khí ngược lại bị lực lượng lôi điện phản vệ điện giật toàn thân tê dại đây là bảo khí gì đôi mắt bọn họ phát sáng bảo khí nhất định là thứ siêu phàm có khí thế không tên, giống như có thể trấn áp thương khung, trấn áp cửu u, thánh, thánh nhân khí. Nhất định là thế. T. Hắn đạt được bảo vật tại nơi này, thiên địa dị tượng xuất hiện trước đó có quan hệ với bảo khí kia. Cho dù nam tử áo xanh đang hoài nghi. Đây là bảo vật bị lăng hàng chiếm được tại nơi này, hiện tại nó cũng phát ra uy năng chân chính. Oanh! 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 năm người nam tử áo xanh oanh kích điên cuồng, muốn phá vỡ bảo khí phòng ngự và bắt lấy lăng hàng, nhưng bọn họ thật vất vả mới xé đứt một tia hỗn độn khí, ngay sau đó có hỗn độn khí cuồn cuộn ập tới bổ sung, bọn họ không thể làm gì. Phải làm sao bây giờ? Được bảo khí bảo vệ, lăng hàng đã đứng ở thế bất bại, làm sao bắt được? Ta đến. Nam tử áo xanh nói, hắn vận dụng tượng đá nhắm ngay lăng hàng. Xèo, một tia sáng bay tới, hỗn độn khí xuất hiện một khe hở, nhưng chỉ trong nháy mắt hỗn độn khí bổ sung kịp thời, lỗ thủng biến mất. Tấn công cái tháp kia. Ý kiến hay. Nam tử trang phục đen cầm pháp khí tượng đá. Hắn vận dụng bí lực, xèo, một tia sáng bắn vào hỗn độn cực lôi tháp, đế binh chấn động nhẹ giống như sắp sụp đổ. Không phải đế binh không góp sức, trên thực tế thời điểm lăng hàng đột phá, hỗn độn cực lôi tháp đang tăng lên nhanh như gió nếu không nó làm sao có thể ngăn cản năm tên chú đỉnh liên thủ công kích nhưng lăng hàng còn chưa chân chính bước vào chú đỉnh đương nhiên uy lực đế binh cũng có cực hạn hơn nữa uy năng của tượng đá quá kinh khủng nhất định vượt qua cấp bậc thiên đỉnh ta đến pháp khí tượng đá được tiếp sức đám người nam cung thiến phân biệt thúc giục tượng đá đánh ra từng công kích đáng sợ đánh vào hỗn độn cực lôi tháp Hỗn độn cực lôi tháp là vật liệu đế cấp tạo thành, đương nhiên không sợ đã kích. Nhưng một đạo công kích lăng lệ đánh tới làm chệt vị trí bảo tháp, cuối cùng nó bị đánh bay ra ngoài và bạo lộ thân thể lăng hàng trước mặt năm người. Ha ha, tiểu tử này đang xung kích chú đỉnh. Nam tử trang phục đen cười nói. Đúng là không biết sống chết, dám đột phá vào lúc này. Giết hắn, trực tiếp sưu hồn. Năm người tấn công. Đúng lúc này, Lăng Hàng mở mắt ra. Dường như có một tia thiểm điện xé rách bầu trời, xé mở tan hắc ám, toàn bộ thế giới chấn động. Năm người nam tử áo xanh giật mình, không tự chủ dừng bước và dừng công kích. Làm sao có thể, một chút cơ mở mắt có thể hù dọa bọn họ sợ hãi. Đó là uy thế lớn tới mức nào? Không đúng. Hắn không phải trúc cơ, đã đột phá thành công. Chú đỉnh cảnh. Năm người kia hiểu ra. Lăng Hàng đã hoàn thành đột phá, nếu không, tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Không sao, vừa mới đột phá mà thôi, chỉ là nhân đỉnh cảnh yếu ớt. Bọn họ nhanh chóng trấn định lại, đột phá thì thế nào, bên bọn họ có tới 5 cao thủ chú đỉnh, hơn nữa có 3 người đạt tới thiên đỉnh cảnh, càng có đại sát khí nơi tay. Hắn còn không có độ qua thiên đạo vấn tâm kiếp. Chúng ta có thể mượn cơ hội này chém hắn năm người xuất thủ lần nữa cũng dết về phía lăng Hàn úng lăng Hàn quát một tiếng hiện tại chính là lúc thiên đạo vấn tâm nhưng hắn tu lục tự minh vương chú tâm ma không có tác dụng với hắn nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ thần trí của hắn kiên cố không gì sánh kịp hắn không có lục tự minh vương chú vẫn có thể vượt qua dễ dàng chuyện này chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm tâm niệm vừa động hỗn độn cực lôi tháp đã là bay trở về nó lại lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, hỗn độn khí bao phủ toàn thân. ầm ầm ầm, công kích đánh liên tiếp nhưng không có tác dụng. Năm người bất đắc dĩ, đành phải vận dụng tượng đá oanh kích hỗn độn cực lôi tháp. Oanh kích mấy lần liên tục, hỗn độn cực lôi tháp bị đánh bay lần nữa. Lăng hàng lại xuất hiện. Đến chiến. Hai tay lăng hàng thả lỏng sau lưng, hắn không đặt năm người vào trong mắt. Hắn đã chém giết tâm ma, hoàn toàn bước vào chú đỉnh cảnh. Hắn cường đại hơn bao giờ hết. Đột phá đại cảnh giới khác xa đột phá tiểu cảnh giới, Lăng Hàng có loại cảm giác, mười mình trước khi đột phá còn không phải đối thủ của mình hiện tại. Việc này giúp hắn tự tin, hắn dùng tư thế cường giả quan sát năm người trước mặt. Đúng là trò cười, chỉ là nhân đỉnh mà thôi. Nam tử áo xanh kinh thường nói một câu. Thật sao? Lăng hàng thả tiên đỉnh của mình ra ngoài, ba tiên đỉnh xuất hiện không phải đồng không phải bạc không phải vàng tiên đỉnh do tảng đá tạo thành cổ xưa mà tan thương móa năm người nam tự áo xanh ngơ ngác đã xảy ra chuyện gì ba đỉnh ba đỉnh không phải liền là thiên đỉnh cảnh sao nhưng vấn đề nằm ở chỗ gia hỏa này lúc trước chỉ là trúc cơ đột phá không phải là nhân đỉnh cảnh sao vừa đột phá đã là thiên đỉnh đây là việc đầm rồng hang hổ còn nữa ba đỉnh đều không đủ đã xảy ra chuyện quỷ quái gì còn nữa tiên đỉnh là tảng đá đã xảy ra chuyện gì bọn họ chưa từng nghe nói về tiên đỉnh như thế nhưng bọn họ lập tức phát hiện khí thế của mình bị áp chế tiên đỉnh của lăng hàng phóng xuất khí tức bá đạo tuyệt luân bọn họ sinh ra ý niệm thần phục việc này làm bọn họ đổ mồ hôi lạnh trong tình thế như vậy thực lực của bọn họ yếu đi một nửa có phần thắng sao? Đối mặt với một chú đỉnh vừa đột phá, hơn nữa bên mình còn chiếm ưu thế nhân số. Nhưng năm người nam tử áo xanh lại sinh ra sợ hãi không tên. Dùng pháp khí đánh chết hắn. Nam tử áo xanh phản ứng đầu tiên, tay cầm tượng đá, hắn rót bí lực vào, sau đó bắn ra một tia sáng vào người lăng hàn. Ầm, đánh trúng, ánh sáng chớp tắt liên tục. Năm người nam tử áo xanh sững sờ, không nghĩ tới lăng hàng không tránh không né, hắn dám nhìn pháp khí tấn công vào người. Sau đó bọn họ reo hò, bị pháp khí đánh trúng, lăng hàng phải chết không nghi ngờ. Các ngươi đang ăn mừng cái gì thế? Nói ra cho ta cùng vui nào. Lăng hàng cười nói. Năm người nam tử áo xanh im lặng không lên tiếng, dùng ánh mắt khó tin nhìn chầm chầm vào lăng hàng. Làm sao có thể chứ? Thừa nhận một kích của pháp khí, hắn lại không có việc gì. Bọn họ run rẩy, đây là quái vật. Không ngờ giết hắn không chết. Lăng Hàng mỉm cười, lực công kích của tượng đá rất mạnh, cho dù là thiên đỉnh cũng không có khả năng thừa nhận nổi, nhưng nó còn kém xa mới đạt tới cấp bậc sinh đan cảnh, trình độ cứng rắn của nó chỉ tương đương 4 tới 5 đỉnh mà thôi. Nhưng Lăng Hàng vừa đột phá đã là ba đỉnh, mặc dù tu mỗi đỉnh không trọn vẹn, hắn lại là thiên tài ngũ tinh chiến lực của hắn đạt tới trình độ năm đỉnh cho nên hắn không dám xem thường uy lực của pháp khí nhưng hắn có thể dùng toàn lực phá giải công kích tại sao ngươi không chết nữ tử áo xanh trắng trăng nói ra bởi vì ta mạnh lăng hàn nói hắn lập tức xuất hiện trước mặt nữ tử áo xanh ngón tay búng một cái phốc một đạo chỉ phong bắn ra ngoài trên trán nữ tử kia chảy máu tươi thức hải bị đánh vỡ nàng chết ngay lập tức Giết. Nam tử áo xanh giao pháp khí cho nam tử trang phục đen, đối phương cũng kích hoạt pháp khí tấn công Lăng hàng Lăng hàng dùng một quyền đánh vỡ cột sáng, hắn giết tới gần, dùng một quyền tấn công nam tử trang phục đen. Nam tử trang phục đen vội vàng vận dụng tam giác thuẫn ngang cản trước mặt mình. Ầm, nắm đấm nện vào. Tấm chắn không ngăn được, hắn bị đánh bay về phía sau, răng rắc, xương cốt gãy vụn âm thanh đứt gãy vang lên không dứt bên tai, hắn và tam giác thẫn rơi xuống đất, máu tươi chảy đầm đìa. Ba người nam cung thiến sợ hãi sắc mặt tái nhợt, cầm bảo khí phòng ngự thì thế nào, người ta chỉ cần dùng quyền là phá hư, còn dùng tư thế bá đạo đánh ra một kích tiêu diệt nam tử trang phục đen. Đó là lực lượng đáng sợ thế nào? Ba người kia không còn dũng khí liều mạng, thực lực chênh lệch quá lớn, có đánh cũng không thắng. Lăng hàng cao mày, nói, xuất thủ ta không thích giết người không phản kháng ba người nghe xong ánh mắt bọn họ sáng lên dường như phát hiện hy vọng sống sót mỗi người đứng thẳng lưng biểu hiện hùng hồn chịu chết lăng hàng nháy mắt phúc trên trán nam tự áo xanh bắn ra một tia máu tươi sau đó hắn ngã xuống đất trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ mặt không hiểu ngươi không phải nói không giết người không phản kháng sao không thích không có nghĩa là không giết Lăng Hàng thản nhiên nói một câu. Khốn nạn, ngươi đùa giỡn chúng ta. Quá hãm hại, quá nham hiểm. Nam Cung Thiến và và Nam tự áo đỏ cầm vũ khí lên. Nhắm ngay Lăng Hàng, thân thể bọn họ không ngừng run rẩy. Nội tâm bọn họ bị tuyệt vọng bao phủ, tại sao lại có tên biến thái như thế, hắn chỉ mới bước vào chú đỉnh, lại có thể giết thiên đỉnh trong nháy mắt, còn giết dễ như trở bàn tay. Còn có di ngôn gì hay không? lăng hàn hỏi ta bảo đảm sẽ không nói chuyện hôm nay ra ngoài về sau cũng không tới nguyệt hoa tinh cầu ngươi tha ta một mạng nam tự áo đỏ nói ra cúi đầu cầu xin tha thứ lăng Hàng không quan tâm nếu đổi vị trí đường nghiêm hoặc là kim giả tuyết cầu xin đối phương tha thứ đối phương sẽ tha cho hai người bọn họ hay sao sẽ không hắn đánh ra một quyền kình quyền hóa thành trọng chùy y hàng loạt ký hiệu nổ tung và tấn công nam tử áo đỏ. Nam tử áo đỏ hét lớn. Hắn vung đại đao trong tay chém tới, phốc, trọng chú ý đánh bay đại đao của nam tử áo đỏ, dư lực không tiêu, lại nghiền áp về phía trước. Lực quyền ép tới, nam tử áo đỏ chết ngay lập tức. Lăng hàng lại nhìn sang nam cung thiến, ánh mắt lạnh lẽo. Nam cung thiến vội vàng vứt bỏ binh khí trong tay, quỳ xuống mặt đất, nói, ta nguyện ý quy thuận ngươi ngươi để làm gì lăng hàn nhàn nhạt hỏi ta là trận sư thông hiểu trận pháp lăng hàn lắc đầu không khéo chính là ta cũng là trận sư không cần ha ha ngươi không nên quá kiêu ngạo đột nhiên nam cung thiến lui về phía sau vào lúc nàng rút lui hai tay lay động trên mặt đất xuất hiện từng đạo hoa văn sáng ngời ngươi không có phát hiện vừa rồi ta vẫn bày trận hay sao Lăng Hàng cười nói. Với năng lực trận đạo của ngươi, ngươi đã sớm có thể bày trận này, nhưng ngươi lại không kích hoạt nó từ sớm. Để ta đoán một chút, kỳ thật trận pháp này không nhắm vào ta, mà là muốn giết đám đồng môn của ngươi, ngươi muốn độc chiếm bảo vật đúng không? Nam Cung Thiến sợ hãi, tâm tư của nàng bị Lăng Hàng đoán trúng. Phát hiện nơi này có chí bảo xuất thế. Nàng lập tức bố trí trận pháp chung quanh nơi này, chờ bảo vật xuất thế thì nàng sẽ giết đám người còn lại, tầm bảo trong di tích cổ, giết người đoạt bảo là việc rất bình thường. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Hàng chỉ nhìn một cái là đoán được tâm tư của nàng. Đoán được thì thế nào, trận pháp đã thành hình, ngươi chờ chết đi. Nam Cung Thiến cười lạnh. Lăng Hàng cười nói, tốt, ta muốn xem trận pháp của ngươi có gì lợi hại. Hắn triệu hồi hỗn độn cực lôi tháp lơ lửng trên đỉnh đầu, hỗn độn khí bao phủ, hắn như vạn pháp bất xâm. Lăng Hàng cất bước tiến lên, ngay sau đó hỏa diễm bộc phát và bao phủ hắn vào trong. Địa tâm hỏa Lăng Hàng lắc đầu, không tính là địa tâm hỏa, nhiều lắm chỉ là ngọn lửa bên ngoài địa tâm hỏa. Quy lực quá yếu Hỏa diễm gặp hỗn độn khí và bị nghiền ép, hỏa diễm bị dập tắt ngay sau đó. Hắn nhìn sang phía trước, một băng tiễn ngưng tụ trong không gian và bắn về phía hắn, xèo, ngay sau đó có mấy chục băng tiễn hình thành. Đinh 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 đinh, những băng tiễn kia bắn vào hỗn độn khí nhưng không thể xuyên thủng. Từ khi Lăng Hàn bước vào chú đỉnh, tính mạng của hắn càng liên kết với đế binh. Đế binh bước vào nhị tinh, hơn nữa còn là pháp khí cực phẩm trong nhị tinh. Không có biện pháp, ai bảo nó do mẫu kim tạo thành. Sắc mặt Nam cung Thiến càng ngày càng trắng bệch, nàng trăm phương ngàn kế bày trận pháp Nàng nguyện ý chôn giết đồng bạn nhưng không nghĩ tới lại không là gì trước mặt lăng hàng, còn không thể phá tan phòng ngự pháp khí của đối phương. Không cần khổ sở. Pháp khí này dùng mẫu kim đúc thành, là để binh tương lai, nó vô địch cùng dai là đương nhiên. Lăng hàng từ tốn nói. Cái gì, để binh? Trái tim nam cung thiến đập mạnh, nàng to gan lắm cũng chỉ dám đoán đó là thánh khí, không nghĩ tới còn cao hơn một cấp mẫu kim chế tạo thành pháp khí. Khó trách trâu bò như vậy. Nàng cắn răng xoay người bỏ chạy, nàng vừa chạy được hai bước đã dừng lại. Bởi vì có một bóng người ngăn cản trước mặt. Chính là Lăng Hàng. Sau khi bước vào chú đỉnh, tốc độ của Lăng Hàng đã tiến thêm một tầng, hắn có lực đánh một trận với cao thủ sinh đang cảnh. Gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Thiến trắng bệt, Lăng Hàng đã nói bí mật đế binh ra, hắn làm sao thả nàng rời đi chứ lại nói, nàng không biết bí mật đế binh, Lăng Hàn cũng không có khả năng cho nàng nói ra bí mật thánh khí. Nàng thở dài, nàng vỗ một chưởng vào đầu mình, nàng lựa chọn tự vẫn. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.